Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục về chương trình video thì một số mã hàng mới bên em hàng vừa về xong nhá. Đấy, rất nhiều mã hàng mới, em sẽ quay video trực tiếp và báo giá cho bác coi. Bóng B2 và phích cắm dẹt hàng vừa về xong nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi những cái mã hàng này này. Đấy thì em tranh thủ vào luôn những cái sản phẩm đầu tiên. Xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng em thì nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên thôi. Là bây giờ em sẽ miễn phí ship cho bác rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy rồi, mã đầu tiên thì đây, mã hàng phích dẹt này. Đấy, tiếp tục hôm nay hàng lại về nhá. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn cho bác luôn là 10.000 một chiếc không nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt màu vàng trắng này. Đấy, phích cắm chân dẹt màu vàng trắng, chân của nó sẽ là chân khâu đồng nhá. Đấy, có nhìn này, chân khâu đồng cực kỳ dày luôn. Đấy đó, thì cái con này là đợt này em về được cái lô này, nó cũng rất là hay là nó xoay được này, cái chân nó xoay được. Đấy, nó xoay được, ví dụ như là những cái ổ cắm mà những cái dạng mà ổ cắm chéo như này này. Đấy, những cái dạng chân cắm chéo này là nó vào ngon lành luôn. Đấy thì các bác xoáy theo đúng cái chiều của nó đây, ví dụ này các bác xoáy theo đúng cái chiều nó là nó khớp vào luôn. Đấy, ví dụ nha, đấy là nó khớp vào luôn này, rất là ngon nha các bác nhá. Đấy, phích cắm thì chân đồng rất dày và cực kỳ ok để các bác cắm các nhá. Giá thì là 10.000. Đấy, bữa trước bác nào mà đang hỏi thì hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh cho em vì cái hàng này bán nó rất là chạy, cứ về đến đâu hết đấy, nên các bác tranh thủ chốt mua luôn cho em nhá. 10.000 một cái này, phích cắm chân dẹt nhá. Đấy, phích cắm chân dẹt 10.000 một cái. Đây, về thì các bác mở cho em cái nắp này ra này. Đấy, xong rồi bên trong nó có cái cực đấu dây vào, có thể là cắm xài thôi. Đấy, dùng những con phích cắm chân dẹt này, các bác cắm nó không bị tèo ổ nhá. Và ví dụ đặc biệt là các bác nào hay dùng những cái ổ điện Nhật, dùng con chân dẹt này cắm là rất hợp lý luôn. Đó. À, đây này, 10A này, 10A 250V. Dòng này nó dòng nhựa cao cấp, chịu tải, rồi là chống cháy, chống va đập tốt nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn, xịn sò ok luôn. 10.000 một cái nhá. Tiếp theo thì ở đây, lên luôn cho bác đó là cái lô bóng B2, cũng rất nhiều bác hỏi cái bóng này. Đấy, về các bác có thể làm bóng đèn chiếu sáng này, bóng đèn ngủ này, bóng đèn dạng bóng đèn mini. Đây em bật lên cho bác coi, nó cũng khá là sáng nhá. Đấy, khá là sáng luôn. Các bác dùng làm khá là nhiều những cái kiểu chiếu sáng với nhau. Đó đây, khá là sáng luôn, hoặc là dùng làm bóng đèn ngủ ok thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái bóng này là bóng B2, mã của nó là vẫn mã như cũ, bóng B2 này, bóng B2. Cái sản phẩm này bên em sẽ bán nó combo là 5 quả một nhá. Đấy, 5 quả, 5 quả với mức giá sẽ là đi 10.000. Đấy, 10k. Còn nếu các bác lấy một quả thì giá nó sẽ cao hơn. Một quả thì bên em đang gửi bác là 5.000 một quả nha. Đấy, lấy lẻ một quả nha thì là 5.000. Còn các bác mua theo combo 5 quả 1 thì giá nó sẽ rẻ hơn. 5 quả 1 thì bên em sẽ bán cho bác mức giá là 10.000. Đây. Đấy, ví dụ như này này, là 10.000 này, 2 4 5 quả luôn. Tính như là vào có 2.000 một quả thôi. Con này nó đây nó có cái chân USB này. Về các bác cứ có cái ổ điện mà có USB nha này. Đó, các bác cắm trực tiếp cho em, cứ cắm một cái là sáng thôi. Đấy, cứ cắm một cái là sáng luôn, là không cần để các bác rút ra, rất tiện dụng ok nhá. Đó. Bóng B2 nhá, bóng B2 5 quả. 5 quả nhá, 5 quả thì giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 5 quả bóng B2 này là 10.000. Còn các bác lấy một quả bên em tính bác là 5.000 nhá, một quả tính 5.000. Đây, quay tiện qua luôn bác cái ổ điện U3 này. Ổ điện U3 này thì nó có cả cổng USB này, có cả ổ cắm điện luôn này. Đấy, có cả công tắc bật tắt tắt nhá. Về các bác cắm các thiết bị điện vừa vừa phải phải là ok. Đấy, ba cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại này, hoặc là các bác cắm cái bóng này vào là nó cũng sáng ngon lành luôn này. Đấy, và những cái cổng để các bác cắm điện này. Đấy, những cổng để các bác cắm điện chân dẹt chân tròn cắm hết luôn. Ngoài ra nó có thiết kế một cái công tắc an toàn, lúc nào thì mình dùng thì mình bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho em. Đấy, rất là ok, rất là an toàn ok luôn. Đấy, cái ổ điện này thì hàng của Thái nhá, hàng của Thái đây, hàng của Thái này, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U3, mã sẽ là U3 nhá, U3, giá của nó sẽ là 50.000 một ổ này thôi, chỉ có 50.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 50.000. Lên mã cho em sẽ là ổ điện U3 nhá, 50.000. Còn là bóng B2 thì bán combo là 5 quả 1, 5 quả là 10.000, lấy một quả là 5.000 có nhá. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã vít V1 này, cũng đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Cái cây này thì bên em cũng đang gửi bác giá thì nó cũng rất là bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000 một cái cây vít V1 này. Đấy, nó nhỏ nhỏ này, đây nó nhỏ nhỏ khoảng tầm hai ngón tay của em nhá. Đấy, nhỏ nhỏ anh xinh, các bác bỏ trong túi quần này, mang đi mang lại rất nhẹ nhàng, vứt cốp xe lúc nào cần cái mình có cái mình xoáy luôn. Con này sẽ có hai đầu nhá, một đầu chân dẹt và một đầu chân ba ke để các bác xoáy đủ các mọi thứ luôn. Đấy, các bác có thể đổi đầu vị trí, đổi đầu qua đi qua lại rất ok luôn. 10.000 một cây nhá, 10.000 một cây. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mã sẽ là cây vít V1 đi. Đấy, vít V1 nhá. Cái này em lên mã sẽ là vít V1 này.
10.000 nhá, 10.000 một cái cây vít V1 này. Đấy 10.000 một cây. Giá rất là rẻ, bình dân có hai đầu luôn, rất là hay nhá. 10k một cây. Nhỏ nhỏ xinh xinh này nhưng mà có võ nhá, rất chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, đó là cái siêu phẩm mũ da ông già nhá, thì hôm nay hàng tiếp tục về. Đấy, chất liệu là bằng da, rất đẹp luôn nhá. Về các bác đội, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa đông rồi. Các bác đội ra ngoài rất ấm luôn. Đấy. Các bác thích đội kiểu mũ ngắn thì các bác cụp cái này vào để các bác đội này. Đấy, lên form dáng rất đẹp luôn nhá. Đó. Đặc biệt là các bác tầm tuổi già, tuổi trung niên đội cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn các bác muốn ấm thì các bác gạt cho em cái phần chùm chùm này xuống này. Đấy, gạt cho em cái phần chùm chùm tai này xuống là ok luôn. Đấy, giá thì em thông báo luôn nhá, thông báo luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mũ da ông già nhá, mũ da ông già. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 60.000. Đấy, mũ da ông già nhá, 60.000 một cái chiếc mũ da ông già này. Đấy, đầu cỡ khoảng tầm 59-60 là đội vừa khít thoải mái luôn. Đây. Đấy, rất đẹp đây. Lên form lên dáng cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, rất ok. Về các bác đội cực kỳ đẹp. Đây cho các bác xem mấy cái ảnh mẫu nha em đội này. Trong này con nó lót một cái lớp nỉ này. Các bác đội mùa đông là rất là ấm luôn này. Đấy, trong nó lót một lớp nỉ nhá. Đội mùa đông là cực kỳ là ấm luôn. Đấy, rất là xịn sò ok nhá. Đây các bác cùng xem hình ảnh thực tế khi mà đội này. Đấy, lên form rất là đẹp nha, nhìn rất là trẻ trung. Đấy, mũ da chống nước này, trong lót nỉ nhung ấm này. Đấy, có thấy không? Đội lên không? Đấy, các góc mặt người mẫu chụp này, rất đẹp luôn nha các nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, có thấy không? Chi tiết đội lên nhìn rất là ok. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. 60.000, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái mũ sản phẩm là mũ da ông già. Đấy, mũ da ông già. 60.000 một cái này, cũng nhiều bác hỏi lắm. Đây này, đấy, phần này có cả phần cúc khâu đồng này. Tạo điểm nhấn rất đẹp luôn. Đó, 60.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về táo đỏ này. Đấy, táo đỏ hàng của Hàn Quốc nhé. Rất là xịn sò ok. Quả cực kỳ đều to đẹp. Đấy, về các bác trong cái thời điểm này bắt đầu đang vào cái dịp giáp Tết rồi. Đấy, các bác ngâm rượu này, rồi các bác mua về có thể là trưng yến này, rồi là hầm thuốc bắc các thứ này. Đấy, cái này nấu khá nhiều món. Đấy, đặc biệt là các bác nào tiểu đường này, cao huyết áp này, dùng cái này cũng khá là tốt luôn. Đây, quả rất là to và đều nhá. Đấy, quả to rất đều. Hàng táo khô chín tự nhiên trên cây luôn các nhá, chín tự nhiên trên cây luôn. Đó. Thì em báo giá luôn, hàng này bên em đang bán một túi như này là 70.000 nhá, 70.000. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cây túi táo khô nhá. Cái túi táo khô 70.000 nhá, 70.000 cho một cái túi táo khô nha. Đấy, về các bác sử dụng rất nhiều món luôn. Ngâm rượu, trưng yến, hầm thuốc bắc. Các bác ăn trực tiếp luôn được, cái này cũng có thể ăn trực tiếp luôn nhá. Đấy, ăn trực tiếp luôn, rất ok. Đấy, về ăn trực tiếp là cứ thế là mình sử dụng, mình lấy ra mình ăn thôi, không cần phải nấu nướng gì cả. Hoặc nếu mà các bác muốn nấu nướng thì mình có thể là hầm, hoặc là trưng yến, hoặc là ngâm rượu. Cái này ngâm rượu ngon lắm, cái này em cũng ngâm mấy bình từ Tết năm ngoái cơ. Đấy, ngâm mấy bình uống rất là đậm, mà thứ hai là uống nó dễ uống, uống êm, uống ngọt, dễ uống nhá. Đấy, cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, thì đợt này bắt đầu là nó giáp Tết nó với lại có hàng lại. Đấy, thì em lại lấy về bán cho bác nhá. 70.000 một túi nữa các bác nhá, 70.000 một túi này. Hàng táo khô Hàn Quốc nhá, quả đều to, chất lượng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm mới mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo râu cổ điển nhá. Cái này thì em vẫn để cho bác cái mức giá rất dễ mua là 30.000 một cái này. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bàn cạo xanh. Đấy, bàn cạo hộp xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển đều được. Đấy, bàn cạo xanh nhá, bàn cạo xanh hoặc là bàn cạo râu cổ điển 30.000 nhá, 30.000 một cái chiếc bàn cạo râu cổ điển như này. Đấy, hộp của nó màu xanh thì em hay gọi là cái bàn cạo râu xanh. Đấy, con này hàng của thương hiệu Sever. Sever một trong những thương hiệu chuyên về cái đồ cạo râu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, đây. Bên trong nó sẽ gồm có là một cái thân dao này, kiểu thiết kế theo dạng cổ điển này. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác cao tuổi nhìn phát là biết luôn. Các bác muốn mở được, các bác xoáy cái đuôi cho em ra. Đấy, thì nó sẽ mở ra. Đấy, và các bác cho dao lam vào đây, cho dao tem đây, sau đó các bác xoáy nó lại, siết nó lại. Đó, ok. Đây này, có cả chữ của hãng này. Đấy, rất là ok nhá. Con này bằng kim loại nhá. Toàn bộ thân thiết các thứ bằng kim loại luôn, cầm nặng trịch. Đấy, đi kèm bên trong có cả dao tem và thứ đầy đủ luôn. Và nó có một cái hay nữa là một cái gương. Ở đây nó có một cái gương này để các bác có thể soi các nhá. Đấy, tiện là các bác có thể soi luôn. Đấy, soi ngon lành luôn này. Đấy, rất ok các nhá. Đấy, dùng xong mình vệ sinh sạch sẽ, mình bỏ trong hộp, rất ok. Có cả cái hộp này rất là sang trọng lịch sự nhá, đẹp, chất lượng luôn. 30.000 một cái nhá. Cái lên mã giúp cho em sẽ là lên mã giúp em sẽ là bàn cạo râu xanh hoặc là bàn cạo râu kiểu dạng cổ điển đều được, là 30.000 nhá. 30.000 một cái bộ nha. 30.000 một cái, đi kèm có cả hộp hiếc các thứ đầy đủ luôn, là 30.000, rất là đẹp luôn nhá. Đó, nhiều bác cũng rất thích cái dòng này. Về các bác cứ mua dao tem lắp vào là cạo thôi, nó khá rất tiện đấy. 30.000 một cái này.
Sản phẩm tiếp theo thì đây về cho bác một cái mã kìm cắt rất là hay. Đấy, nó nhỏ nhỏ xinh này, này. Đấy, nó khoảng tầm một bàn tay em này. Đấy, cho bác về cắt dây điện cắt đóm này. Nhiều bác hỏi cái mã kìm cắt này lắm nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì em vô tình lướt lướt thì em đặt được cái lô này, rất là đẹp luôn, hàng vẫn còn mới thôi nhá. Đấy, hàng vẫn còn mới, hàng thanh lý công ty còn mới keo. Đó, có cả lò xo trợ lực luôn này. Cái này thì khá là sắc nhá, em cắt chiều em cắt dây điện là thứ cắt ngon cực đây. Đấy, cắt cho bác cái dây nhựa này, cái dây nhựa này khá là dày này, cái dạng dây nhựa cói này rất dày, có nhìn này. Đấy, tạch cái ăn luôn nhá. Đấy, em chập đôi luôn này, chập đôi rất là dày luôn này, cắt cho bác coi này. Đấy, đó thấy không, rất ngon. Cái này về các bác cắt dây điện dây thép thoải mái luôn, mà nó rất là nhỏ nhá, các bác mang đi mang lại làm nghề cũng khá là tiện luôn đấy. Đấy, thích các bác thích sự nhỏ gọn là con này đúng bài luôn. Đấy, cắt rất là ngọt luôn. Đấy, cứ bấm phát là ăn ngay này, đó thấy không. Đây, đó bấm phát ăn ngay, rất ngon lành luôn nhá, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cắt sắc lắm, cực kỳ ok. Đấy rồi, có lò xo trợ lực nha. À, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm vàng nhá, kìm vàng. Cái mã kìm vàng này thì em báo giá luôn, à, giá bên em đang gửi bác là đi 30.000 một cây nhá, kìm vàng. Đấy, kìm vàng cắt. Đó, kìm cắt vàng, kìm vàng đi, cứ lên mã nha, sẽ là kìm vàng đi, 30.000. cái này nó màu vàng thì tôi cứ lên mã kìm vàng cho nó đỡ nhầm mã nhé, tại nó nhiều mã kìm. Đó, cứ lên mã là cái cây kìm chuôi màu vàng nha. Đấy, kìm cắt nhá, chuôi màu vàng, 30.000 một cây này, cắt bao sắc các bác luôn mà nhỏ gọn dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, các bác cắt dây điện, dây đóm, dây thép, dây thiếc nào quá ngon lành luôn. Đấy, làm thợ làm thuyền ok luôn. 30.000 một cây này, kìm vàng nhá, cứ lên mã nha, sẽ là cây kìm vàng. Đó, 30.000 một cây đây. Đó, hàng đẹp chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ để các bác nạt từ này, khử từ này. Đấy, dùng cho những cái đầu tô vít các thứ này. Đó, cái này thì khá là hay nhá, nó sẽ có đầu cộng này và đầu trừ. Các bác muốn nạt từ thì các bác cho vào cái này, các bác xoay. Đấy, cho cái đầu tô vít đây các bác xoay. Đấy, xoay xoay vài vòng nó sẽ nạt từ. Còn các bác muốn khử từ thì các bác cho vào cái đầu trừ này. Đấy, các bác cứ xoay này, xoay tròn cho vào, các bác xoay tròn để cho nó khử từ đi. Đó thì cái này em bán cho bác là 10.000 một cái này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ để nạt từ, khử từ nhá. Đấy, nạp từ, khử từ, nạp từ đấy, nạp từ, khử từ này, giá của nó sẽ là đi 10.000 một cái này. Đấy, 10k thôi. Đấy, bán giao lưu cho bác thôi nhá, thực ra cái hàng này không có lãi đâu, em bán cho bác thêm mà cho các bác có cái mua. Đó, 10.000 một cái này có nhá, 10.000 một cái này, dụng cụ để các bác nạp từ, khử từ cái đầu tô vít nhá. Đấy, dấu cộng đây, muốn nạp từ thì các bác cho vào cái vòng xoay ở giữa này. Đấy, cho vào các bác quay tròn tô vít này. Đấy, còn các bác muốn khử từ thì cho vào cái chỗ hở bên trên này. Đấy, nó có dấu trừ thì cho đây để các bác khử từ đi. 10.000 một cái này các bác nhá, 10.000 một cái thôi. Nó cũng rất là hay. Đấy, rất là cần. Ví dụ như là các bác muốn, nhiều khi các bác không muốn dùng từ, các bác cho muốn khử đi. Còn ví dụ như là từ nó yếu, các bác muốn nạp thêm thì các bác cho vào đây. Các bác quay cho nó nạp thêm từ vào cho nó hút vít các thứ và rất là hay nhá. Nạp từ, dụng cụ nạp từ, khử từ nhá, 10.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ của cái dây bơm này. Nhiều bác cứ hỏi em là có cái dây bơm để mà thay cho những cái bơm này không. Đấy, vì nhiều bác mua là cái dây bơm chẳng may nó bị hỏng ấy, thì các bác cứ hỏi em là có cái dây bơm bán lẻ không, thì đây đấy, có dây bơm bán lẻ về cho bác luôn. Hoặc các bác có thể mua về thay những con bơm ở nhà mình nó bị hỏng dây. Đấy, các bác mua cái dây về cho em để các bác thay nhá. Đây nó có sẽ gen xoáy vào này. Đấy, có gen xoáy, còn đây bên này nó có cái đầu bơm nó cố định rồi. Còn cái này về các bác xoáy vào cái thân bơm mà nó bị hỏng dây, các bác xoáy vào cái thân bơm cũ như mình là xong, có thế thôi. Đấy, về các bác xài sử dụng nhá. Dây thì nó là dòng dây siêu bền chịu lực rồi. Đấy, chống gập các bác cứ bóp cho em thoải mái này, thả ra cái này về bình thường. Đấy, dây bơm rất là bền luôn nhá. Đó, dòng này thì rất là bền. À, cái này thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm nhá. Đấy, dây bơm. À, dây bơm thay thế này. Đấy, dây bơm thay thế. Dây mã này thì cái này thì em đang bán bác là 20.000 một cái nhá. 20.000 một cái. 20k. Trên một cái dây bơm nha, 20k một cái. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây bơm này, dây bơm thay thế nhá. Đấy, dây bơm để các bác thay thế cho những cái bơm nó bị hỏng, những cái bơm nó bị hỏng dây thì các bác mua cái dây này về các bác thay vào có thế thôi, là 20.000 một cái nha, 20.000 một sợi dây nha, là bao gồm là có cả đầu đĩa các thứ đầy đủ luôn nhá. Về các bác chỉ việc xoáy vào cái dây, tháo cái dây cũ ra, xoáy cái dây mới này vào là các bác xài thôi. Ở đây nó có, đã có sẵn đầu đĩa các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, đầu bơm xe đạp, xe máy, bơm cả bơm bóng các thứ luôn này. Đó là 20.000 một cái sợi nha. Đó thì đây, ngoài ra thì đây quay luôn bác đó là cái mã bơm tay vàng các nhá, bơm tay vàng của Stanley Japan. Con này em bán khá là nhiều. Đấy, nhiều bác chắc biết là không rõ là cái dây bơm đấy ở đâu đây. Đấy, cái dây bơm nó ở đây này. Đấy, nhiều bác là mua bơm về nó các bác chẳng may làm hỏng dây. Đấy thì các bác mua cái dây đây về các bác thay vào đây này. Đấy, còn một cái con bơm hoàn chỉnh em đang bán đây
Con này là bơm tay vàng nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan. Đấy, sẽ có phần đồng hồ đo áp suất này, rồi là phần thân bơm, chân bơm, đế bơm, rồi là phần ti bơm này. Đấy, tay cầm để các bác dặn nhá. Con này các bác bơm xe đạp, bơm xe máy, thậm chí các bác bơm ô tô con thoải mái cho em luôn. Đấy, ép cực kỳ là căng nhá, ép rất căng, vào hơi rất nhanh, mà bơm cực kỳ nhẹ nhá. Các bác nhìn thấy cái ti bơm này rất là to luôn, ti bơm nó to lắm. Đấy, và rất chắc chắn, êm cực kỳ, lượng hơi ra khỏe đều quá nhá. Đó, về các bác xài sử dụng sắm sửa bơm xe đạp xe máy ô tô thì mình là quá ok luôn. Con bơm này thì em gửi các bác, em báo giá bác luôn. Con bơm tay vàng này bên em đang gửi bác là các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng này thì đang có giá là 170 ngàn cho một chiếc bơm tay vàng nha. Đấy, 170k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là bơm tay vàng. Đấy, 170k một chiếc thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, hợp lý, chắc chắn lắm. Thiết kế bằng thân kim loại này, hàng thương hiệu Stanley Japan nhá. Đó, Stanley Japan, đây có nhìn phần chân đế này, thiết kế cực kỳ chắc chắn, rầm rã, nồi đồng cối đá, hàng Nhật này yên tâm về chất lượng rồi, dùng siêu bền bỉ, chắc chắn chất lượng. Và con này em bán khá là nhiều. Đấy, về các bác bơm sử dụng xài gia đình con này là hợp lý luôn. Đây đấy, bơm tay vàng nhá, bơm tay vàng Stanley Japan, 170k một cái nhá, 170k một cái. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua dây bơm để thay thế thì đang bán với bác là 20 ngàn một cái dây bơm này. 20 ngàn một cái dây bơm để thay thế nhá, 20 ngàn một sợi. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cho bác đó là cái con vòi nước đôi này, nên đã em sẽ cái vòi nước đôi nhá. Đấy, em báo giá luôn. Con vòi nước đôi inox 304 này. Đấy, rất đẹp, chắc chắn này, toàn bộ bằng inox 304 nhá. Đây, su 304 này, phần tay gạt này. Đấy, rồi là phần van xoáy này. Đấy, đây. Đấy, đầu ra này. Đấy, lõi của nó sẽ là lõi khóa đồng luôn nhá, khóa đồng sáng choang luôn. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Về các bác bắt vào những cái gen 21 rồi các bác sử dụng ra thôi. Cái con này hay của sản phẩm này là các bác vào, đấy, vào nước thì khi mà nước nó ra thì nó sẽ ra được hai đường, và hai cái đường này là nó sẽ có hai cái khóa độc lập riêng biệt luôn. Là các bác xài cái khóa nào thì các bác mở cái khóa ra nhá, còn nếu các bác không xài thì mình có thể đóng lại nhá. Hai khóa nó độc lập riêng biệt luôn, không liên quan gì với nhau nên là rất là tiện. Đấy, về các bác lắp ví dụ là một cái đường nước ra chỗ này, một đường nước ra chỗ kia. Đấy, lúc nào mà mình dùng cái đường này thì mình mở ra, lúc nào mình dùng cái đường này mình mở ra, không dùng thì mình đóng lại cho em nhá. Đấy, nó rất là hay, nó không bị ảnh hưởng những cái đến cái đường nước khác nhá. Đấy, nó một ra hai và nó có hai cái van khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng rất ok, chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Inox 304 và bên em đang gửi bác một cái mức giá thì siêu bình dân, siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi nhá, cái con vòi đôi inox này, đấy, vòi đôi inox 304, vòi đôi nhá, một ra hai này, đấy thì giá của nó chỉ có 60 ngàn một chiếc thôi, 60 ngàn một cái con vòi đôi inox 304 này, 60 ngàn một cây, đấy sẽ có là hai một đường nước vào và hai đường nước ra nhá, hai đường nước ra là sẽ có khóa độc lập riêng biệt từng đường một luôn, nên là các bác xài đường nào thì các bác mở đường đấy ra là các bác xài thôi nhá. 60k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là vòi đôi inox 304, 60 ngàn một chiếc nhá. Tiếp theo thì có luôn đó là cái mã vòi đơn. Đấy, vòi đơn hay còn gọi là vòi nước V21 nhá, vòi nước V21 này. Con này thì cũng inox 304, dòng này thì toàn bộ của nó là inox M nhá, inox M đây, có nhìn này, inox của nó sẽ là inox M, nên là nhiều khi nhiều bác hỏi là sao cái inox mà nhìn lạ thế, nó là dạng inox M nhá. Bình thường là các bác hay nhìn những dạng inox bóng, nhưng mà đây con này dòng này nó là sử dụng cái dòng inox mà thì nó sẽ bền hơn các bạn. Bền màu nó không bị xỉn nhá. Đấy, không bị xỉn. Đó, bình thường là những cái con inox bóng các bác hay dùng bị xỉn, nhưng con này dùng rất là bền màu. Đó. Đây. Đấy, nó là cái màu inox thật luôn nhá, màu inox thật nên nó dùng rất là bền màu. Ở đây phần tay gạt rất nhẹ nhàng ok này. À, phần gen này. Đấy, gen nó sẽ là gen 21 nhá, gen 21, và con này nó sẽ có một đường ra, nó gọi là vòi đơn. Tay gạt rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đấy, khóa rất là êm ru nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái vòi đơn nhá, hoặc là vòi nước V21 được. Đấy, vòi đơn hoặc là vòi nước V21 nhá. Vòi đơn. Vòi đơn này thì tại em đang gửi bác là giá của nó sẽ là đi 50 ngàn nhá. Vòi đơn là 50 ngàn. Còn cái mã vòi đôi thì đang gửi bác là 60 ngàn, thì các bác cứ lấy mã nào được, toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì rất là phải chăng rồi. Bình thường các bác mua cửa hàng những cái con vòi này, bình thường như một cái vòi đơn ít các bác mua khoảng tầm 70 cho đến 100 ngàn một cái. Đây bên em của bác là chỉ có 50 ngàn thôi. Vòi chắc chắn dày, chất lượng lắm. Đó, vòi đôi là 60, còn vòi đơn là 50 nhá. Tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái mã củ chia nước này. Đấy, lên mã giúp xem sẽ là cái củ chia nước nhá. Cái củ chia này thì về để các bác lắp vào những cái đường nước nhà mình. Đó, ví dụ như là các bác lắp vào một cái đường nước mà nó muốn chia ra làm hai thì các bác lắp cho em cái củ này vào.
gen của nó thì cũng là gen 21 nhá, gen 21 này, đây gen này ba gen là gen 21 nhá. Thì cái đường này của nó sẽ là đường nước vào này, còn lại thì sẽ có hai đường ra nhá, đấy hai đường ra. Và cái hay của sản phẩm này là nó sẽ có một cái khóa đây, đấy cái khóa này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa tăng giảm áp lực nước cũng như là khóa đóng nước lại nhá. Đấy, trong tình trạng ví dụ như là các bác cần sửa chữa, đấy, các bác muốn khóa nó lại thì thay vì các bác phải chạy đầu nguồn các bác khóa thì các bác khóa trực tiếp ở cái phần đầu luôn thì sẽ khóa trực tiếp lại và các bác có thể sửa chữa thoải mái nhá, không lo nước nuôi bị văng vãi của các bác đỡ phải chạy đi chạy lại nó mất công. Đó thì các bác mua trong này về nó gọi là cái củ chia nhá, hoặc là cái van chữ T. Đấy, củ chia hoặc là van chữ T đều được. Cái này thì cũng là inox 304 luôn. Đây, su 304 nhá. Cái này thì tại em đang gửi bác cũng mức giá là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái củ chia nước nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T đều được nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T, van chữ T nhá. Van chữ T hoặc là củ chia nước. Củ chia nước này. À, giá của nó sẽ là 50.000 một cái nhá, cũng là inox 304. Đó, 50.000 một cái. À, một đường nước vào và sẽ có hai đường nước ra và sẽ có cái khóa tổng ở đây cũng như là tăng giảm áp lực nước nhá. Đấy, các bác muốn khóa thì các bác khóa vào, và các bác muốn tăng giảm áp lực nước thì các bác điều chỉnh vào cái núm xoay bên trên cho em là xong. 50.000 một cái nhá, củ chia hoặc là van chữ T đều được nhá, 50.000 một cái. Tiếp theo thì cũng là một cái mã hàng liên quan về cái vấn đề linh kiện điện tử này, hỗ trợ hàn nhiễu thứ này gì đây. Đó là cái bộ dụng cụ để các bác hút hút thiếc nhá. Đấy, hút chân thiếc các thứ rồi thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác muốn vệ sinh sạch sẽ cái mối hàn trước khi các bác hàn thì các bác mua cho em cái dụng cụ để về các bác hút thiếc nhá. Đấy, nó gọi là cái dụng cụ hút thiếc. Đó, thân của nó toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn. Đấy, và đây là phần xi lanh này. Các bác chỉ việc ấn xuống cho em. Đấy thì nó sẽ khớp vào cái phần cò này và bắt đầu các bác muốn hút thì các bác ấn vào đây. Đó là sẽ bật cái ti lên nhá thì nó sẽ hút vào nhá. Hút vào cái lực hút rất là khỏe luôn. Đây em bấm này. Đấy, có thấy không? Đấy, em bịt tay vào cái là nó không thể ra luôn, nó rất là kín. Đấy, phải thả tay bắt đầu nó bị bịch ra nhá, nó rất ok. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn xuống này. Đấy, sau đó các bác dí vào cái phần cái chỗ các bác mối hàn các bác cần hút thiếc này, bấm cho em cái. Đấy, rất ok, cái lực hút rất là khỏe nhá. Đấy, con này thì toàn bộ bằng thân nhôm rất chắc chắn luôn, cái phần ti cái thứ là nó cũng chắc chắn nhá. Đó, đây bấm cái tụt ra luôn. Đấy, đây bấm cái ok luôn. Đấy, hàng này của nó hàng bãi nhá, mới nguyên vỉ luôn đi nha. Đấy, hàng bãi hàng hãng đàng hoàng luôn, rất xịn sò, ok. À, giá thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là 50.000, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây hút thiếc nhá. Đấy, cây hút thiếc đang gửi bác là 30.000 có nhá. 30.000 một cái cây dụng cụ để các bác về hút thiếc nhá, vệ sinh mối hàn chân hàn cho nó sạch sẽ nhá. Đó, hút thiếc nhá. Ấn xong phát này, các bác dí với cái phần mối hàn này. Bấm cho em cái này. Đấy, hút phịch cái xong, rất ok. Vệ sinh sạch sẽ mối hàn trước khi các bác hàn nhá. 30.000 một cây thôi. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái eto kẹp mạch này. Đấy, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá, em báo giá luôn. Bên em gửi bác một cái eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ này là 40.000 một cái kẹp eto nhỉ nhá. 40.000. Cái này thì về các bác kẹp những cái đồ dạng đồ nhỏ ấy. Đấy, đồ nhỏ, đồ như ví dụ như là linh kiện điện tử ấy, rồi là những cái đồ dạng linh kiện nhỏ. Đấy, các bác ví dụ tay các bác cầm thì các bác run thì các bác cho đây các bác kẹp vào. Đấy, các bác kẹp vào đây. Và cái con này là nó là dòng eto kẹp di động nhá. Eto kẹp di động thì các bác có thể kẹp vào đâu cũng được. Đấy, kẹp ở chỗ bàn làm việc của các bác để các bác hàn này, rồi các bác di chuyển các bác kẹp ra những cái chỗ mà các bác cần sử dụng thì các bác có thể tháo ra. Đấy, sau đó là cái chỗ nào mà nó khớp vào nó vừa thì các bác lại kẹp nó vào, xoáy nó lên kẹp nó vào. Và cái phần trên này thì các bác kẹp ví dụ kẹp những cái đồ linh kiện này, pin biếc các bác kẹp vào đây. Đấy, ví dụ như này em có những cái viên pin nó nhỏ nhỏ này, bình thường các bác cầm tay thì các bác rất là khó hàn các thứ này thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, các bác nới ra nhá. Đấy, các bác nới ra đây. Đấy, đây sau đó các bác cho nó vào đây các bác kẹp. Đấy, để các bác hàn ví dụ hàn những cái chân pin các thứ này rồi đấy, những cái chân chân con linh kiện nó chưa. Đấy, bình thường là các bác cầm tay nó run. Đấy, các bác cho đây các bác kẹp nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kẹp đấy, các bác siết vào là đứng yên như này luôn. Đó, để các bác hàn hiếc các thứ này rồi là sử dụng các bác những cái dạng linh kiện nhỏ. Bình thường là những cái con kẹp eto to nó rất là cồng kềnh thì các bác mua cho cái con kẹp này về rất là hay. Nó chỉ có 40.000 thôi. Lên mã cho em sẽ cái eto kẹp mạch nhá, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá. Đấy, giá của nó thì sẽ là 40.000 hoặc là lên mã cho em sẽ cái eto nhỏ, eto 40.000 được, eto mini. Đấy, bảo bán cho tôi cái eto kẹp mạch eto mini ấy. Đấy thì bên em sẽ biết luôn là 40.000 một cái nhá. 40.000 một cái eto kẹp mạch linh kiện nhỏ là 40.000 một cái nhá. Đây. Đây em cho bác xem cái anh em đang kẹp này. Đây nhá, đây ví dụ như cái bàn làm việc của bác đây nhá. Đấy thì các bác sẽ kẹp vào đây nó chắc khư luôn nhá. Và cái phần trên này ví dụ như là
có những cái đồ nhỏ thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, ví dụ như là những cái con diode IC rồi những cái phần mạch bảng các thứ là các bác kẹp vào đây. Rồi là những các bác sử dụng những cái dạng nhỏ rồi. Đấy thì các bác cho đây các bác kẹp nhá, nó rất là hay, nó dạng mini thôi. Nó nhỏ nhỏ nhưng xinh thôi. Bằng khoảng tầm bàn tay cho các em thôi này. Đó, thì các bác siết vào nhá. Đây nó có cả cái phần, đây là cái phần vòng xoay này thì để nó siết, là siết cái phần dụng cụ bên trên thì các bác siết nhá. Còn cái phần bên dưới này của nó này, nó là cái phần cạp vào những cái ví dụ như là những cái phần cạnh bàn rồi là những cái phần cạnh giá các thứ giờ để cho nó chắc chắn để các bác kẹp vào nhá. Con này khi mà kẹp vào chắc chắn lắm. Đây, các bác dây thoải mái luôn, không ra đâu. Đó, rất chắc chắn luôn. Đó. Đó đây cái sản phẩm này hiện tại em đang gửi bác là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Nó nhỏ nhỏ xinh đi. Đấy, khoảng tầm bàn tay em này. Đó, đây. Đây luôn nhá. Đó, 40.000 một cái, khá chắc chắn mà khá là tiện luôn. Về các bác kẹp những cái đồ linh kiện nhỏ rất hợp lý luôn. 40k nhá, 40k, kẹp eto, kẹp eto, eto kẹp mạch nhá, linh kiện nhỏ 40k một cái. Tiếp theo thì hôm nay bên em về thêm cho bác một cái ít mã pin, đó là cái pin 9V, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã pin 9V này này. Đấy đây. Về thêm cho bác cái mã pin 9V này, cái pin 9V này dùng khá là nhiều những thiết bị nó sử dụng cái pin 9V này. Đấy, ví dụ như là mic hát này, rồi là những cái thiết bị điện tử cũng khá nhiều thiết bị nó dùng cái pin 9V này. Đấy, thì các bác mua cửa hàng thì nó hơi khó, thì mình có thể mua online. Thì bên cửa hàng hiện tại em đang bán cái mã hàng này, đó là cái mã pin 9V nhá, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã pin 9V này là 10.000 một viên nhá, 10.000 một viên cái pin viên pin 9V nhá. Đây đó, 9V này, đó pin 9V nhá. Đây hai đầu nó này, mới nguyên siêu luôn. Đó, một viên này là 10.000 nhá, pin 9V là 10.000. còn nếu mà các bác muốn xài cái pin 23A có nhá, 23A 12V. Đấy, 23A 12V thì cái pin này là cái pin ví dụ như các bác hay lắp ở điều khiển từ xa nhá, remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị cửa quấn rồi thì nó hay xài cái pin này này, pin 23 12V này. Đấy, thì các bác mua cho cái pin này. Cái pin này thì hiện tại bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 có nhá, 10.000. Đấy thì hiện tại em đang có hai cái mã pin nhỏ nhỏ con này. Thì là một mã là pin 9V. Đây, đây, mã này là mã pin 9V này. Đó thì là 10.000. Và cái mã nhỏ hơn một chút là cái pin 23 12V. Đó thì bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 một viên nhá. Thì các bác cứ lấy mã nào, xem cái mã nào nó phù hợp với thiết bị mình đang dùng. Đấy, xem nó vừa không hay là nó dùng đúng cái chủng loại pin này không thì các bác liên hệ bên em bán cho bác nhá. Thì đây, pin 9V cũng là 10.000 luôn. Đấy, và cái pin 23 12V cũng là 10.000 luôn nhá. Đấy thì hai dòng nó khác nhau nhá, một dòng là viên tròn, một dòng là viên vuông. Đó. Đồng giá là cứ 10.000 một viên. Tiếp cái dòng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này. Đây, hôm nay tiếp tục bên em về. Đó là cái mã hàng mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Con này thì công suất của nó sẽ là 6W nhá, và sử dụng giúp em là điện 220. Cái sản phẩm này thì khi mà các bác sử dụng thì nó điều chỉnh nhiệt độ từ 200 nhá. Đấy, 200 là tối thiểu, và tối đa là lên tới nhiệt độ là 450 độ C. Đấy, 450 độ C này. Đây. Đấy, phần thân này, tay cầm, đấy phần đầu mỏ hàn. Cái này đầu mỏ hàn này thì nó có thể thay thế được nhá. Thì các bác muốn thay thế thì các bác xoáy trong cái đầu này ra. Đấy, và các bác rút cái đầu ra các bác thay thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng nhá. Đấy thì một cái bộ sản phẩm mỏ hàn nó sẽ gồm có là đầu tiên là một mỏ hàn này. Tiếp theo là một cái cục nhựa thông nhá, để về các bác hàn này. Đấy, một cục nhựa thông để về các bác hàn. Và đi kèm là một cái bộ ba cái đầu hàn có nhá, ba cái đầu hàn. Đấy, ba đầu hàn. Và cuối cùng tiếp theo lại là có cả thêm nữa một cái giá đỡ này, và cuối cùng là một chút thiếc nữa. Đấy, chỗ này cũng rơi khoảng tầm 1 mét thiếc đâu bác, khoảng tầm 1 mét đấy. Đấy, cũng khá là nhiều thiếc nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ này thì về là các bác mua về hoàn chỉnh là các bác mua về là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đấy thì full combo một cái bộ mỏ hàn là bao gồm là một mỏ hàn tặng kèm là một thiếc này, một túi đầu hàn này, một cái giá đỡ này, và một túi thiếc như này. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm này thì bên em vẫn đang gửi bác mức giá rất tốt và rất ok luôn. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác một bộ này là 100.000 bộ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, công suất là 60W, sử dụng điện 220, có tặng kèm cho bác là cả thiếc, cả nhựa thông, cả đầu hàn, cả giá đỡ, đầy đủ luôn, là một bộ như này, đầy đủ các sản phẩm như này là 100.000 một bộ. Đấy, giá siêu tốt của bác luôn. Là về các bác chỉ việc mua là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả các bác nhá. Còn nếu các bác muốn dùng nhiều
mua thêm thiếc, mua thêm nhựa thông thì tí nữa sẽ quay chi tiết về thiếc và nhựa thông để các bác có thể tham khảo mua thêm. Còn đi kèm là quan trọng là nó có thêm cả những cái đầu hàn này để về các bác thay thế này. Đấy, nó có những cái đầu hàn kiểu dạng hàn trượt, rồi là hàn đầu to đầu nhỏ này, đầu kim này. Đấy, rồi là có cả cái giá đỡ đi kèm rất là hay luôn. Đấy, thì một bộ này là 100.000 các bác nhá, 100.000. Đây coi nhá, đây em nhắc lại một lần nữa này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Với mức giá là 100k là các bác sở hữu cho em là đầy đủ các sản phẩm là một mỏ hàn, một cục nhựa thông, một giá đỡ, một túi đầu hàn và một cái túi thiếc nữa nhá, là một bộ combo chọn bộ này là các bác bỏ giá giúp em là 100.000 thôi. Đấy, sở hữu một cái combo này về là các bác chỉ việc xài thôi nhá. Là rất là giá rất hợp lý mà rất là hay. Cái này thì nóng cực kỳ nhanh nhá, cái này em bán khá là nhiều, nóng rất nhanh mà các bác hàn linh kiện điện tử đưa rồi. Sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng cho em rất ok luôn. 100.000 một cái bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá, 100k bộ. Rồi các bác mà đã có mỏ hàn các thứ rồi, nếu mà nhiều bác muốn mua thêm. Đấy, mua thêm thì bên em sẽ có bán kèm thêm. Thì đây, hiện tại thì bên em đang có bán kèm thêm cho bác rất nhiều những cái mã hàng liên quan đến về hàn mạch linh kiện điện tử này. Đấy thì có cái cuộn thiếc này, cuộn thiếc 100g nhá, cuộn thiếc 100g, sợi của nó sẽ là 0.8mm, cuộn này là 100g nhá, 100g, nặng xịch luôn. Đấy. Cuộn này thì bên em đang gửi bác giá thì rất hạt rẻ thôi, chỉ có 30.000 một cuộn đúng nhá. 30.000 một cái cuộn thiếc 100g như này. Bình thường là các bác ra quán xá hoặc là những cái chỗ khác đang bán một cuộn 100g thì ít, nó rơi khoảng tầm 70.000 cuộn. Đấy, bên em gửi bác một cái mức giá rất là hạt rẻ, dễ mua luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc 100g. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác là 30.000 một cuộn thiếc 100g nhá. 100g này thì rất là nhiều thiếc luôn, về là các bác cứ hàn tẹt bô luôn. Đấy, 30.000 một cuộn thiếc 100g nha. Tiếp theo thì sẽ có thêm cho các bác, nếu mà các bác muốn mua kèm thêm, đó là nhựa thông nhá. Đấy, nhựa thông thì đây. Nhựa thông thì hiện tại em đang có cái hộp nhựa thông nhựa thông chuẩn, nhựa thông tinh khiết các nhá, nhựa thông tinh khiết. Thì đây, đây có nhìn này, trong vắt luôn này. Đấy, nó trong vắt luôn. Đó, hàng chuẩn nhựa thông chuẩn nhá, nhựa thông xịn đấy. Đấy thì một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Nó bên em đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông này các bác nhá, 10k một hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là nhựa thông. Nếu mà các bác muốn mua thêm nhựa thông thì đang gửi bác là 10k một cái hộp nhựa thông như này các bác nhá. Đấy, 10k một hộp nhựa thông tinh khiết 100% nhựa thông xịn luôn nhá. Đó, 10k một hộp nhựa thông như này các bác nhá. Rồi qua những cái mã hàng tiếp theo này. Tiếp theo thì có luôn cho các bác đó là cái mỡ hàn nhá, mỡ hàn. Mỡ hàn này thì để làm gì? Mỡ hàn này thì để nó là một cái chất xúc tác để khi mà các bác hàn mạch, hàn linh kiện nó sẽ tạo cái độ kết dính hơn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng thiếc, dùng nhựa thông nó là một phần rồi. Còn nếu mà các bác muốn mà cái mạch hàn của mình nó kết dính mà nó ăn chắc hơn thì các bác bổ sung thêm cho em một cái lọ mỡ hàn này nữa. Đấy, nói chung là cái này thì nhiều bác trong cái ngành linh kiện điện tử thì các bác biết cái dòng này rồi. Đấy, nó gọi là mỡ hàn nhá. Đấy, thì một cái hũ mỡ hàn 30g như này. Đấy, 30g thì hiện tại em đang gửi bác là 15.000 một hũ nhá, 15.000 một cái hũ mỡ hàn nha. Đấy, đây mỡ hàn đây đó, thì về các bác chỉ việc là xài thôi, nó có đựng trong hũ đầy đủ hết rồi, là gửi bác là 15k nhá, 15k một cái hũ mỡ hàn có trọng lượng là 30g một hũ nhá. Đấy, 30g một cái hũ mỡ hàn 15k. Đấy, một hũ là trọng lượng là 30g không nhá. Nó tóm lại thì là cái mỡ hàn này nó là một cái chất xúc tác nhá. Đấy, khi mà các bác hàn thì nó hỗ trợ các bác hàn mạch nó rất là dính nhá. Đấy, cái độ kết dính nó sẽ xúc tác thêm vào cho cái nhựa thông và cái thiếc, nó sẽ tăng cái độ kết dính lên. Đấy, tăng cái độ bám dính của cái mối hàn lên nhá, nó sẽ được chắc chắn hơn. Nói chung là cái này dùng rất hay. Cái này thì chắc không nhiều bác cũng chưa biết, nhưng mà cũng rất nhiều bác biết về cái sản phẩm mỡ hàn này. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi anh em là có cái mỡ hàn này không. Đi đây, đợt này về được cho bác một cái lô mỡ hàn rất là ok. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đó, 15k nhá, 15k một cái hũ mỡ hàn 30g nhá, 15k hũ thôi. Giá rất là bình dân mà nói chung một cái sản phẩm cho anh em thợ hàn, rồi các bác ở nhà hàn mối hàn mới hiếc, các bác dùng cái mỡ này các bác hỗ trợ cái mối hàn nó chắc chắn hơn, rất ok luôn. 15k hũ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên em tiếp tục về cho bác cái mã đó là cái cây kìm xanh, hay còn gọi là cái cây kìm để các bác về cắt chân linh kiện nhá. Đấy, cái này thì dùng trong ngành điện tử. Đấy, linh kiện điện tử các bác mua về dùng, chuyên dùng để các bác cắt chân linh kiện nhá. Đấy, rồi ngoài ra thì các bác có thể mua về để mình cắt móng tay móng chân đều được luôn, rất sắc bén nha. Con này thì các bác có thể cắt dây điện này, rồi là cắt những cái con linh kiện, chân linh kiện. Đấy, để các bác cắt, các bác thay thế rất ok luôn. Giá thì bình dân thôi. Ở đây em về lô mới và cũng đang giảm giá xả kho bác luôn. Bữa trước thì cái cây kìm xanh này đang bán là 40.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn. Giá chỉ còn có 20.000 một cây đâu nhá, 20.000 một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm xanh để các bác về cắt chân linh kiện nhá, cắt dây điện dây đó một thứ rất ok, sắc bén cực kỳ luôn.
20.000 một cây nhé, 20.000 một cây, giá siêu hạt rẻ đây. Các bạn nhìn em cắt này, em bấm đây, đó rất sắc nhá, còn này bấm cực kỳ ngọt luôn này, đó, nó như kiểu bấm móng tay các bạn, như kiểu các bác bấm móng tay ấy. Đó, các bác bấm dứt khoát này, đấy là ăn ngay luôn. Đấy, các bác về bấm dây điện rất là ok, bấm cực kỳ ngọt nha, đây em bấm phát nữa này, các bạn nhìn này, bấm đó thấy không, rất là sắc bén đó. Đó thấy không, các bác mua về bấm dây điện, bấm chân linh kiện điện tử thứ rất là hợp lý rồi. 20.000 một cây thôi, 20.000 một cây. Lên mã em sẽ cái cây kìm xanh hoặc là cây kìm cắt chân linh kiện điện tử nhá, 20k một cây nha. Số cái mã sản phẩm về đồ kim khí này các bạn, đó thì đây lên luôn cho bác, đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn của Kaboshi, em báo giá luôn. Cái cây kéo cắt tôn này tại em gửi bác giá sẽ là đi 160.000 một cây nhá, 160.000 một cái cây kéo cắt tôn của Kaboshi này. Về thì các bác chuyên dùng để cắt tôn, đấy, cắt tôn lá, tôn các thứ này. Bây giờ cắt lá thép rất sắc bén luôn. Con này thiết kế một cái góc vát 45 độ nhá. Bình thường là các bác cắt những con kéo kia này các bác có phải lách lách, nhưng con này cắt nó như kiểu là cắt giấy luôn, nó rất là ngọt và nó có cái lò xo trợ lực này. Các bác bóp vào, còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ nhả ra các bác nhá. Đấy, mình chỉ việc bóp vào thôi, còn khi mà nhả ra nó sẽ có lò xo nó đẩy luôn. Đấy, giúp các bác làm việc các thứ là nó nhanh hơn. Đấy, trợ lực tốt hơn nhá. Đây. Cắt thử bác coi này. Con này cắt thì siêu ngọt luôn, các nhìn này. Đấy, cái này em đang cắt giấy nhá các bác nhá. Chứ còn các bác mà cắt tôn thì nó cứng này, các bác còn dễ cắt nữa. Đây này em đang cắt giấy này. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Đó, đây. Lưỡi thì siêu sắc bén. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi. Mà các bác đặc biệt là các bác thợ rất là khen con này, cắt ngọt, ngon và dễ cắt nhá. Cây kéo cắt tôn của Kaboshi nhá, 160.000 một cây. 160.000 một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái này là cái mã kìm cắt ống nước, kìm cắt ống nước nhá. Về để về các bác thợ thuyền, anh em sửa chữa điện nước. Đấy, rồi các bác gia đình mình thi thảo mình có sửa nước, nước có thứ rồi. Bình thường là các bác cứ phải dùng cưa, dùng kéo thì các bác cắt rất là mất thời gian, nhưng con này các bác chỉ việc cho đây, các bác bấm cho em này. Đấy, các bác cắt nó rất là ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, mà cái đường ống các bác cắt ra nó rất là mịn các bạn. Đấy, cắt nó rất là mịn. Bây giờ em sẽ cắt cho bác coi. Đấy, đây các bác cứ để đây thôi. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm này. Đó đây. Đó, thấy không? Đấy, cắt rất ngon này, mà cái đường ống đi rất là mịn này. Nó không bị những cái ba via bình thường các bác hay cắt cưa các thứ, nó bị cái ba via các bác phải đi mài miếc và làm vệ sinh nó sạch sẽ trước khi mà các bác bôi keo, nó rất là mất công, mất thời gian. Các bác mua này, con này cắt rất là ngon, ngọt, dễ cắt nhá. Mà nói chung là cái sản phẩm rất là ok, dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Con này là cắt được cỡ ống lớn nhất là từ 42 nhá, từ 42 trở về. Tức là các bác cắt làm sao mà các bác cắt là cứ ống, cái cỡ ống lớn nhất là từ 42 trở về. Đấy, 42, 27, 21 các thứ, 34 là các bác dùng con này chiến thoải mái luôn. Nói chung là những dòng ống phổ thông gia đình, điện dân dụng mà các bác xài cho em con này là quá hợp lý rồi. Đó. 100.000 một cây nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kéo cắt ống nước 42 nhá. Kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k một cái cây kéo cắt ống 42 nha. Đấy, cắt từ ống 42 trở về nhá, 100.000 một cây. Bộ lấy ốc gãy này. Đấy, bộ lấy ốc gãy 5 mũi này cũng của Kaboshi. Đấy, bộ này là chuyên để các bác lấy ốc gãy nhá. Giá của nó thì bình dân thôi. 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Đấy, những cái con ốc gãy các thứ rồi thì các bác xài cho bộ này. Đấy, về các bác có những con ốc gãy là bình thường là nó có những cái bu lông thứ các bác siết vào để các bác xoáy ra, như đây bình thường các bác xoáy nó gãy bốn cái đầu bu lông rồi, các bác không thể làm gì được, để các bác lôi cái này ra thì các bác khoan cho một cái lỗ, sau đó các bác đóng cái con này vào. Đấy thì nó tạo cái cơ chế hoạt động của nó là cái dạng gen ngược, thì khi mà các bác xoáy ra thì nó lại càng găm vào, và các bác càng xoáy nó càng găm vào thì nó sẽ lôi được cái con ốc gãy lên, rất là hay luôn. Đó, hàng của Kaboshi, một bộ lấy ốc gãy này sẽ là 5 mũi thôi nhá, 5 mũi với mức giá là đi 30.000 thôi. 30.000 đây, ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, bình thường là các bác làm gãy con ốc này, đấy thì các bác sẽ khoan đem một cái lỗ này, sau đó các bác dùng cái mũi nó tương ứng với lại cái con ốc các bác đóng nó vào. Đấy, và các bác dùng cái con cà lê mỏ lết các thứ rồi các bác xoáy cái con này ra. Đấy thì nó theo cơ chế dân ngược thì nó sẽ lôi được con ốc kia lên, rất là hay nhá. Bộ lấu gãy 5 mũi nhá, 5 mũi thì to nhỏ 30.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái bóng đèn 4 cánh này. Đấy, tiếp tục về cái lô bóng đèn 4 cánh rất là hay nhá. Về các bác sử dụng thắp gia đình. Đấy, rồi là những cái chỗ mà không gian rộng các bác lắp treo quả này rất sáng luôn các bạn. Đấy, đây. Khi mở ra thì nó như một chiếc quạt trần này này. Đấy, nó sẽ có 4 cánh và một cái chóa ở giữa. Thì nó sẽ sáng 4 cánh nhá, và một cái chóa ở giữa luôn.
Nói chung là cái dòng này thì siêu sáng rồi, về cái chất sáng nó rất là sáng luôn, công suất nó sẽ là 100W nhá. Và ánh sáng nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện 220. Đấy, đây. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, nên về các bác sử dụng những cái đuôi phổ thông nhà mình nó ok rồi. Đấy. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi, 220V nhá. Công suất là 100W nhá, rất là sáng luôn. Các bác cần những cái không gian rộng, các bác cần những cái quả bóng nó sáng, hoặc là ví dụ nhà cửa nhà mình nó rộng, cần một quả bóng nó sáng thì các bác mua cho em quả này về dùng rất ok. Cái này thì trước em bán rất là nhiều này, nhưng mà đợt này nó về cái lô này với mức giá thì nó siêu tốt luôn, nó chỉ có 90 ngàn một quả thôi. Đấy, 90 ngàn nhá. Dòng này sử dụng dòng chip led siêu sáng, rất tiết kiệm điện, cầm một quả bóng chắc nịch luôn. Đấy, từ cái phần thiết kế các thứ rồi. Đấy, rồi là phần bản lề thứ là thiết kế rất là chắc chắn, cầm quả bóng nặng trịch, rất là nặng luôn. Đấy. Lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 4 cánh, công suất là 100W nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90 ngàn một quả nhá, 90 ngàn một quả thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 90k. Sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện. Đấy, công suất 100W nhá, cho mức ánh sáng rất sáng và rất là rộng luôn. Đấy, cái này thì trước em cũng hay xài những quả này em lắp để em quay, nhưng bây giờ thì em nâng cấp lên. Đấy, thì em lên cái con 8 cánh, còn những con 4 cánh này các bác xài gia đình con này thì rất là hợp lý rồi. Đấy, vừa làm đèn trang trí nó như kiểu một chiếc quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng luôn. 90 ngàn một quả nha, bóng đèn 4 cánh. Em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái đèn học chống cận này. Đấy, đèn học chống cận về các bác sử dụng cho các cháu nhà mình về học tập này. Đấy, rồi là ví dụ các bác làm việc cũng ok, dùng con bóng này rất ok luôn. Ánh sáng phù hợp với lại mắt cũng như là chống cận nhá, rất là tốt luôn. Giá thì em báo luôn nhá, giá thì siêu bình dân luôn, hạt rẻ luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 70 ngàn thôi, 70 ngàn một chiếc đèn học chống cận nha. Đó, 70k. Mà cái con này rất hay là nó có cả pin sẵn luôn nhá, tích điện được luôn. Ví dụ như là trong trường hợp bắt đầu đang vào mùa mất điện rất là nhiều, đặc biệt là miền Bắc hiện tại đang mất điện rất nhiều. Đấy, ví dụ các bác dùng cái đèn này làm cho các cháu nhà mình học này, rồi là ví dụ như là mất điện, các bác có thể dùng mang cái con đèn này các bác soi sáng ok luôn. Đấy, học tập làm việc rồi soi sáng nhà cửa cũng ok. Đấy, trong những trường hợp mà mất điện này nhá. Đấy, đây, mở cho bác coi hàng mới như hộp này. Đi kèm sẽ có là cái dây cáp sạc này để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này nhá. Và đây là nhân vật chính này, đèn này đó, về các bác mở nó ra. Đấy, nó có thể gấp gọn với nhau, và lúc nào dùng được các bác mở ra cái phần cánh này các bác có thể xòe ra này. Đấy, cụp vào này. Đấy, tùy chỉnh nhé các bác nhá, tùy chỉnh có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Đấy, cụp lên cụp xuống rất hay luôn, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đây, giờ em sẽ bật đèn bác coi. Con này thì cái thao tác bật nó rất là dễ thôi, các bác chỉ việc là chạm tay về cái nút cái biểu tượng này, các bác bấm này. Đấy, nó sẽ lên nhá. Con này sẽ có là những cái cấp độ sáng 1 2 3. 2 3. Đấy, nó sẽ có một cấp độ sáng này, 2 này, 3 này. Đấy, ánh sáng vừa đủ để các bác học tập làm việc. Mà cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng trung tính, nên là khi mà các bác sử dụng các bác làm việc với cái đèn này nó không bị đau mắt. Bình thường là các bác hay dùng những cái con đèn led các thứ giờ thì các bác sử dụng ấy nó rất là hại mắt quá. Đấy, thì các bác sử dụng cái con đèn học nha, chuyên chuyên để học tập và làm việc mà, nên là cái ánh sáng nó sẽ khác, nó rất là tốt cho mắt nhá, nó không bị hoa mắt hay là nó bị đau mắt quá. Đấy, các bác dùng cái đèn là rất hay luôn. Đó. Và cái nút này đây này, đấy, cái nút này là cái nút chạm như kiểu cảm ứng nhá. Đấy, các bác cứ bấm này nó lên thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái này, sạc này vào. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn DC 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái những cái chân cổng USB các bác cắm vô đấy là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, và khi mà sạc đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài có thế thôi. Đấy, và đi kèm đây nó cái này nó còn có cả cái hộp đựng bút đây này. Đấy, để em lắp cho các con. Đây, đấy thì có cả cái hộp đựng bút nhá. Đấy, thì về các bác dắt vào sau này. Đấy, ví dụ như lúc nào mà có bút biếc thứ ta. Đây, ví dụ đây em đang có bút các bác bỏ luôn vào đây cho em. Thế là xong ok nhá. Đấy, vào đây đèn này. Thao tác một chạm này, rất sáng luôn, ánh sáng rất sáng nhá. Vừa đủ để các bác thoải mái tâm làm việc luôn. Đấy, để bàn học có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy, ngửa lên cụp xuống ngon này, cái nào rất chắc chắn ok luôn. 70k nhá. Lên mã duy em sẽ cái đèn học chống cận nhá, có tích điện có nhá, có tích cho điện, dùng trong trường hợp mà là mất điện mất đóm cái thứ là các bác xài ok luôn. 70k một chiếc đèn học này. Đấy, nói chung là giá nó quá bình dân hạt rẻ luôn, mà sản phẩm rất là chất lượng luôn. 70k đèn học chống cận. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng này. Lên mã cho cái móc khóa hình con rồng. Đấy, năm nay năm con rồng mà, thì các bác mua cho em cái móc khóa hình con rồng về rất là ok luôn, may mắn rồi là mọi sự thuận lợi suôn sẻ này, rất đẹp luôn. Đấy, thiết kế là mạ vàng nhá, mạ vàng. Đấy, đây hình rồng rất đẹp luôn đó. Và đây có phần móc này, về các bác có thể móc đồ, móc chìa khóa rồi làm đồ sưu tầm trưng bày rất là đẹp luôn. Giá thì bình dân thôi,
25.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái móc khóa rồng nhá, nhá. Móc khóa rồng, đại hình con rồng này. Về các bác dùng để móc khóa móc đồ thứ gì. 25k một cái thôi, 25k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc khóa rồng 25.000 một cái nhá. Mạ vàng rất là đẹp luôn, sáng choang luôn này. Đó, rất đẹp chất lượng nhá. 25k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mèo cái miếng dán mèo con mèo thần tài này. Đấy, miếng dán mèo thần tài. Hiện tại em sẽ bán theo một một con này là 10.000 nhá. Đấy 10.000. À xin lỗi bác là 5.000 thôi. Đấy, ví dụ về các bác có thể dán vào điện thoại này, này đây. Thì em đang dán vào điện thoại này. Đấy, đem lại sự thuận lợi cho công việc này. Đấy, làm ăn phát tài phát lộc nhá. Đó. Thì lên mã nha em sẽ cái miếng dán mèo thần tài. Một miếng dán mèo thần tài này đang có giá là đi đây một miếng nha. Đang có giá là chỉ có 5.000 thôi. Đấy, cái này thì bán thêm cho bác để các bác có đồ các bác mua thêm. Đấy, 5k miếng đúng nhá, 5k một miếng. Lên mã nha em sẽ cái miếng dán mèo thần tài nhá, 5k. Về các bác dán vào đồ vật đem lại sự may mắn này, làm ăn thuận lợi này. Đấy, tiền vào như nước luôn. Về các bác có thể dán vào điện thoại nha chẳng hạn này. Đấy, vừa đẹp vừa nói chung là nó nhiều cái hay lắm ạ, nhiều hay lắm đó. Những dán mèo tài là 5.000 nữa nhá, còn móc khóa rồng đang gửi bác là 25k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ pin 3 chữ A này. Đấy, vỉ pin này về các bác lắp vào điều khiển các thứ này. Đấy, nó là dạng pin 3 chữ A nhá. Về thì nhiều bác cứ hỏi em là cho bác một vỉ pin. Đấy, cho bác vỉ pin nhưng mà em không rõ là các bác dùng cái pin mà nó có mấy chữ A, thì các bác về các bác nhìn giúp em là cái pin mà nhà các bác đang xài nó có mấy chữ A là các bác xem là chuẩn luôn. Đấy, bình thường thì tại em đang có hai cái mã pin tiểu là mã một mã là hai chữ A này. Đấy, hai chữ A là cái mã pin to đấy, còn cái mã pin nhỏ của nó sẽ là 3 chữ A. Đấy, hoặc là các bác có thể phân biệt màu, cái màu của cái pin to sẽ là màu vàng và cái pin nhỏ này sẽ là màu xanh thôi nhá, màu xanh. Thì tại em đang bán là đồng giá một vỉ nha, là 30.000 nhá, 30.000 một vỉ là 4 viên pin đó. Thì cái pin này là trước là nhiều bác là đã mua sạc rồi và cũng rất nhiều bác hỏi là muốn mua thêm pin nhưng mà trước là nó chưa có hàng, thì đây đợt này nó về thêm hàng để gửi bác đây. Thì lên mã giúp em sẽ là cái vỉ sạc pin tiểu nhá. Đấy, lên mã nha cái vỉ pin tiểu để các bác dùng để về sạc để mình dùng nhá. Thì cái pin này là hay của sản phẩm này là về là các bác có thể sạc được không nhá. Đấy, có thể sạc được luôn, về các bác lắp vào cái bộ sạc nhà mình là các bác sạc thôi. Sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài. Đấy, khi mà hết thì các bác lại cho vào các bác sạc nhá. Đấy, và nó rất là giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 30.000 một vỉ thôi. Đấy, 30.000 một cái vỉ pin tiểu nha, 30k nhá. Thì sẽ có hai mã pin là pin 2 chữ A và mã pin là mã pin 3 chữ A nhá. 3 chữ A là pin nhỏ, còn 2 chữ A là pin to đó. Về các bác lắp vào sạc là các bác xài. Đấy, lắp vào thiết bị đồng hồ các thứ này, điều khiển này, khi nào mà hết ý, thì các bác lại lôi ra. Đấy, các bác lắp vào cái bộ đốc sạc nhá, và lúc nào mà đầy thì các bác lại lôi ra các bác xài thôi. Đấy, bình thường là những cái dòng pin kia pin bình thường ấy, đấy ví dụ như là cái pin ví dụ như những cái pin bình thường này các bác mua thị trường rất là nhiều này, những cái pin này thì các bác dùng hết là các bác bỏ luôn. Đấy, mà bỏ thứ nhất là rất là lãng phí, mà thứ hai là gây hủy hoại môi trường nhá. Thì các bác mua cho cái pin này về, đấy vừa thân thiện vào môi trường nhá, mình dùng là mình có thể tái sử dụng được và nó được lâu ạ, được lâu, và thứ hai là tiết kiệm ạ, tiết kiệm đó. Thì một vỉ này chỉ có 30.000 thôi mà 4 viên luôn và có thể sạc được nhiều lần các bác nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lắp vào cái đốc sạc các bác xài. Cái sạc này chắc là em nghĩ là rất nhiều bác mua bên em rồi, nhưng mà bữa trước là nhiều bác hỏi là không có pin lẻ, thì đây đợt này về cái lô pin lẻ này là các bác tranh thủ chốt luôn, chốt đơn nhanh luôn nhá. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ nhá, pin 2 chữ A và pin 3 chữ A. Thì các bác lấy mã nào được báo nha, pin xanh hoặc là pin vàng. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ 4 viên. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng xả kho mã này luôn. Đấy. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi hot rác nhá, bộ chổi hot rác. Về các bác sử dụng này. Đấy, bộ chổi hot rác này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi bữa trước đang bán bác là 180.000, hôm nay về các bác mức giá rất dễ mua luôn, 120.000 một bộ thôi. Đấy, khi mà các bác mua thì sẽ gồm có là một chổi các bác nhá, một chổi và cộng với lại một hot rác luôn. Đấy, các bác mua một mà được hai luôn. Đấy, mua một được hai, 120.000 một bộ này có nhá, bộ chổi hot rác có nhá. Đó thì sẽ bao gồm là cho bác là một cái cán chổi này. Đấy, em hướng dẫn các bác lắp luôn nhá, hướng dẫn các bác lắp luôn này. Đó thì về các bác lấy xem cái đầu chổi ra. Đấy, đầu chổi dạng lông cước nhá, các bác quẹt
quét cực kỳ sạch, và những cái dạng lông cước này các bác dùng nó rất là bền, không lo nó bị hao mòn hay là nó bị rụng xiếc như những dòng chủ đót hay có thứ rồi. Đấy, các bác sử dụng cắt trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ được hết luôn. Đấy, rồi ví dụ như là sân sướng nhà cửa nó bị nước nôi ướt át, các bác quét thoải mái, không lo như những cái dòng chổi đót hay chổi chổi thường hồi xưa. Đấy, nó là dòng chổi nhựa nên là các bác dùng cho mọi hoàn cảnh, mọi mặt trận luôn. Đấy, chiến hết luôn nhá. Đó thì về các bác cứ lắp vào cho em thôi. Đấy, nó có những cái khớp nối dạng gen xoáy này. Đấy, các bác cứ khớp vào cho em. Đấy, khớp vào là ok thôi. Nó dễ xài mà, dễ xài, dễ sử dụng lắm các. Đấy, về cứ khớp vào là xong. Đấy, sau khi mà khớp được hai cái thanh này rồi thì bắt đầu là các bác lại khớp cho em cái phần chổi vào này. Đấy, khớp cái phần chổi này vào. Đó, rồi. Sau khi khớp cái phần chổi vào thì các bác lại khớp cho em cái phần hot jack này. Đấy, các bác lấy cho em cái hot jack, các bác khớp nó vào. Dễ lắp không mà các bạn. Đấy, các bác mở trên con này ra này. Đó, sau đó các bác khớp nó vào nhá. Chỉ việc xoáy vào thôi. Cái này toàn bộ gen xoáy mà, cái này chị em nó cũng lắp được luôn. Dễ dàng lắp cực kỳ luôn. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác lắp cái chỗ này nhá, thì cái phần hot jack này. Đấy, cái phần hot jack thì nó sẽ có một cái đầu cài này. Thì các bác nhìn cái tay cầm ấy mà nó có cái lỗ ấy là các bác khớp vào cho em. Đấy, các bác khớp vào cho em. Đây các bác ấn nó khớp vào này. Đó, nó sẽ khớp vào nhá. Đấy, khớp vào này. Đó thì nó sẽ tạo thành cái tay cầm, cái đầu của tay cầm. Và cái còn lại thì đương nhiên là các bác lắp vào cái còn lại rồi. Đấy, cái còn lại thì sẽ lắp vào cái chổi. Thì đây cái hình chữ L này, các lắp lắp vào cái chổi chưa? Đấy, nó là gen xoáy, các bác xoáy vào. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng xong là các bác lại cài nó vào nha. Cài nó vào nha chị em. Đó, có thế thôi, dễ dùng không mà. Xin lỗi các bác nhá, em mẹ vừa nhầm một chút. Thì đây, cái phần thẳng này, cái phần thẳng này thì nó sẽ là vào cái phần chổi nhá. Đấy, vào cái phần chổi. Còn cái phần mà chữ T, chữ L này, đấy, chữ L này thì nó sẽ khớp vào cái hot jack nhá, để khi mà các bác muốn gập nó vào. Đấy, muốn gập nó vào như này. Đấy, muốn cài vào nhà thì các bác để nó vào đây. Đấy, và các bác khớp nó sẽ vào ngon hơn. Đấy, chứ làm kiểu kia là nó bị ngược coi nhá. Đấy, nó sẽ khớp vào như này. Đó, nó sẽ thành một bộ nhá. Đây là coi nhìn này, em sẽ quay tổng thể các bác luôn này. Đấy, thì khi mà các bác lắp vào thì nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ thành một bộ là vừa chổi hot jack luôn. Và lúc nào các bác không dùng nữa thì các bác gập nó lên như này. Đấy, nó rất là gọn nhá. Mình có thể để trong những cái phần ngóc ngách nhà này. Đấy, nó rất là gọn gàng ok luôn này. Đấy, lúc nào dùng xong là bình thường là các bác dùng là các bác cứ phải đi lấy chổi hot jack, là cứ phải tìm mỗi chỗ vứt một cái như đây là các bác cứ cầm đi. Đấy, là nó sẽ hai cái nó lúc nào nó dính với nhau luôn, mình đỡ phải đi tìm. Lúc nào mà dùng cái mình mở ra. Đấy, lấy cái chổi ra. Đấy, các bác quét cho em jack vào đây. Đấy, và các bác chỉ việc là dắt nó vào đây cho, dắt vào đây. Đó, các bác dắt vào đây và các bác gập cái này lên. Đó, có thế thôi. Đấy, và các bác lại bỏ vào, gọn gàng ok luôn. Thì đây, em lại quay bác lần nữa nhá. Cái này thì quay nó hơi kỹ một chút vì cái hàng nó lắp đặt nên là em quay kỹ một chút để về các bác nào không biết các bác nhìn nhá. Đó, thì đây tổng thể nó đây. Đó. Thì cái phần thẳng này nó sẽ vào cái chổi này. Đấy, còn cái phần chữ T, cái đầu cán chữ T, chữ L kìa, thì nó sẽ vào cái hot jack này. Đấy, thì em vừa quay gập vào cho bác rồi. Đấy, và cái con chỗ này là nó có thể là gập vào như này này. Đấy, nó có thể gập vào như này này, để các bác khua vào những cái chỗ gầm. Đấy, khua vào chỗ gầm các bác kêu rác ra nhá. Đấy, kêu rác ra. Đấy, rồi là ví dụ như là mình muốn dùng thì mình bẻ thẳng ra như này. Đấy, bẻ thẳng này để các bác quét. Đó, quét, chỗ quét sạch lắm, dùng ok lắm ạ. Đấy, bán cực kỳ nhiều mà dùng rất là hay. Đó, thì đây, chọn một bộ nha. Chọn một bộ cả chổi và hot jack luôn thì giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000 thôi. Giá này đang được giảm giá rất tốt quá nhá. Đó thì là 120.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi kèm hot jack nhá. Là 120k. Về các bác xài sử dụng gia đình này, mình quét có cá đến lúc có cá nó có cặp có đôi với nhau luôn, nó dùng rất là tiện nhá, để đỡ phải đi tìm. Đó, rất ok, chắc chắn, tiện dụng, dễ sử dụng nhá, dùng gia đình là hợp lý cực kỳ rồi. Rồi tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái lô cũng lô sản phẩm sử dụng gia đình này. Đấy, đó là cái dòng khăn mặt Hàn Quốc này. Lên mã nha, sẽ là cái lố khăn mặt Hàn Quốc nhá. Lố này thì bên em sẽ bán cả lố một luôn là 50.000 một lố nhá, 50.000 một lố thôi. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái khăn mặt Hàn Quốc. Một lố này là 10 cái, một lố là 10 cái nhá. 10 cái khăn mặt. 10 khăn mặt, giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Đấy, bán một lúc là một lố luôn. Tính ra vào có 5.000 một cái các bác dùng. Nếu mà các bác nào mà dùng cứ bình thường ấy, là theo khuyến cáo của giới y tế thì là các bác cứ nên thay khăn mặt khoảng tầm 3 tháng một lần. Đấy, cho nó đảm bảo vệ sinh. Đấy, thì các bác mua những cái dòng nhà thì về các bác thay tháo rất là chất lượng luôn. Mình cứ dùng khoảng tầm 3 tháng mình thay một lần cho. Đấy, một cái túi này các bác dùng cả năm mà cứ 3 tháng một lần các bác thay thì không thể hết được. Đấy, mà có 50.000 thôi. Dùng vừa sạch sẽ ok.
Đấy, mình thay xong cái mình có thể bỏ đi hoặc là mình tận dụng khăn đấy mình lau bàn lau bếp cũng ok luôn. Đấy, quá tuyệt vời. Khăn này rất là to, đẹp, chắc chắn. Đây, lấy bác co một cái luôn. Khăn to đẹp lắm. Khăn này của nó là khăn khăn này chiều dài nó khoảng tầm 40 nhá, 40. 40 x 20 đấy, khăn to đẹp lắm. Mà dạng này của nó dạng bông mịn này, nó không như những cái dòng bông cứng bình thường các bác xài nhà đâu. Cái dòng này các bác dùng sử dụng nó rất là sát mặt nhá, nhưng dòng này các bác rửa mặt rất êm ái ok. Đấy, nó dạng may này, may khâu không viền luôn nên các bác dùng rất là bền. Đó. Rồi, một cái bịch khăn mặt này là 10 cái nhá, 10 cái, hàng của Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là đi 50 ngàn một lố thôi các nhá, chỉ có 50 ngàn một lố thôi. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Về xài cả 5 giờ luôn. Cứ theo đúng chỉ tiêu được khoảng tầm 3 tháng mình thay cái cho nó sạch sẽ ok. Đó, vừa đỡ vi khuẩn. Cái khăn mặt này các bác để lâu nhiều vi khuẩn vi trùng lắm nên các bác cứ thường xuyên thay cho sạch sẽ nhá. 10 cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá, 50 ngàn thôi. Giá rất là rẻ bình dân. Tiếp theo thì là cái khăn tắm này. Đấy, bắt đầu vào đặc biệt là vào những cái mùa đông nhà này. Đấy, và những cái thời tiết rồi tối miền Nam miền Bắc đều bắt đầu đến những cái mùa lạnh. Đấy, rất là cần. Mỗi lần mình tắm xong có cái mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo, đỡ lạnh lẽo này. Thứ hai là nó khô ráo. Rồi ví dụ như làm các bác nói chung là nên có một cái nhá. Khăn tắm này thì rất to rồi, khăn tắm bên em bán cực kỳ nhiều khăn to lắm. Đây các bác nhìn này. To dã man luôn. Khăn này các bác choàng người thoải mái luôn. Một cái khăn này thì kích thước của nó sẽ là 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70, hàng cũng của Hàn Quốc luôn. 1m4 x 70, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Kích thước là 1m4 nhân với lại 70. Giá bên em đang gửi bác giá chỉ có 40 ngàn thôi. 40 ngàn cho một chiếc khăn tắm như này. 40 ngàn thôi nhá, 40 ngàn. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác xài các bác sử dụng này. Đấy, tắm táp xong có cái mình lau người lau ngậm cho khô ráo ok nhá. 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Kích thước to đấy, hàng loại to nhá, hàng loại to lại dày 1m4 x 70 nhá. Hàng cũng là hàng dạng hàng bông mịn nhá. Đấy, hàng bông mịn, bông thấm hút nước tốt này, không lo bị xây xước da các thứ nhá. Ok luôn. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã thảm lau chân này. Đấy, các bác cứ lên mã em sẽ là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân này thì là kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái thảm lau chân. Đấy, thảm lau chân 40 nhân với lại 60. Giá nó thì em báo luôn 40.000 một cái thôi, chỉ 40.000. Thảm lau chân hàng loại 1 cực kỳ xịn xò ok. Đấy, hàng loại 1 có phần dưới là cái lớp cao su này, chống trượt trượt này, phần trên thì nó cả một cái lớp bông nỉ này. Các bác xài cực kỳ thấm hút nước rất tốt luôn. Họa tiết hoa văn nhìn trẻ trung đẹp, sáng sủa đấy các bác để gia đình nhà mình. Rất ok luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác sử dụng các bác cứ giải cho em. Giải trước cửa ra ra vào. Đấy, mình rũ chân rũ trước nó đỡ cát này rồi cho nó khô ráo ok luôn nhá. Đấy. Hàng này chống trơn trượt nhá, yên tâm, dùng thích cực kỳ. Đấy, mặt kính mặt đá hoa các bác giải cho em, không lo trơn trượt nhá, sạch sẽ ok luôn. Vào nhìn cái căn nhà nhìn nó sang trọng, nhìn nó lịch sự nhá. Chỉ có 40 ngàn một cái thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, về xài sử dụng cho em. Đây, hàng loại một có nhìn này. Đấy, rất là dày. Xịn ok nhá. 40k một cái, cứ lên mã cho em sẽ là cái thảm lau chân nhá. Kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. Giá hạt rẻ bình dân. Hãy thay những cái dòng thảm truyền thống đi. Con này các bác nếu mà nó bẩn các bác mua lôi ra các bác xịt qua nhà lượt cái sạch bong luôn. Đấy, nó cũng hút nước tốt nhưng thấm hút nước tốt nhưng mà khi mà các bác xịt rửa rất là dễ dàng vệ sinh nhá. Đó, 40k một cái. Gửi bác giá một cái hộp rong cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp rong cao su. Đấy, rong cao su 200 cái này. Đấy, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm các bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái rong này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này. Đấy, cần rất cần những cái rong này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái rong này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng rong thường. Đây rong các bác nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Rong cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái rong này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha.
Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về được có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái mã này cực kỳ hot luôn. Đấy thì em các bác nào chưa 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 mua được thì chốt đơn, nhanh tay vào việc đặt luôn giúp em nhé. Đấy, số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên video. Các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại em đang để trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá, 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship, miễn phí vận chuyển cho bác luôn, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nhá. Đó, hộp giòn cao su 200 chi tiết 40.000 một hộp thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng và dùng cực kỳ ok. Hàng số lượng có hạn nhá. Đấy nên các bác nhanh tay chốt nhanh, gọi điện chốt đơn luôn cho em coi nhá. Rồi lên nhanh bác, một số mặt hàng cũng bữa trước đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Đó là cái kính lúp có đèn báo này thì hôm nay hàng nó cũng lại về tiếp tục luôn nè. Đấy và hàng nó cũng về cùng với cái lô này luôn. Thì em quay luôn bác luôn. Đó thì em cũng cái này em quay nhanh thôi. Đấy, giá của nó thì bên em vẫn giữ cho bác cái giá tốt nhất là 50.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Đấy, sản phẩm này là có đèn trợ sáng. Size của nó sẽ là 45 x 22 mm này, 3 x 75 mm các bác nhá. Đó. Kính lúp có đèn trợ sáng, giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Cái này thì quay nhiều thôi, quay nhanh quay lướt bác thôi. Đây, nó sẽ có một kính to, một kính nhỏ này. Ngoài ra thì đây là cái nút bấm để các bác bật đèn. Về thì các bác muốn sáng đèn thì các bác lắp pin vào giúp em nhá. Đấy, các bác mở cái nắp này ra, lắp cho em 3 viên pin vào là các bác xài thôi. Đấy, lắp 3 viên pin vào là các bác xài. Hàng bên em bán thì chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Thì về các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Bên em không bán kèm pin. Giá trên là chỉ có bao gồm nguyên kính không, không kèm pin nhá. Nhắc lại với các bác một lần nữa là không có kèm pin, chỉ có nguyên kính thôi. Là 50.000. Đấy, kính lúp có đèn trợ sáng nhá, 50.000 một chiếc. Đó, quay nhanh. Rồi, qua luôn cái mã tiếp theo. Đấy cũng là cái mã đang bán cũng hết hàng này. Đấy thì đó là cái ổ điện hẹn giờ. Đấy em báo giá luôn. Cái ổ này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50.000 một chiếc, cũng bình ổn giá bác luôn. 50.000 cho một chiếc ổ điện hẹn giờ này. Nó rất là thông minh nhá. Con này nó chịu tải được lên đến là 500W các nhá. Đấy chịu tải lên đến giúp em là 500W. Và các bác về sử dụng thì các bác chỉ việc là cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong nguồn 220 này. Cái phần còn lại các bác muốn hẹn giờ cái thiết bị gì thì các bác cắm vào cái thiết bị đấy và các bác bấm cho nút hẹn giờ. Nó hẹn giờ sẽ là 4 tiếng, 8 tiếng và 12 tiếng nhá, ba chức năng. Đó thì giá bên em đang gửi bác là 50.000. Đấy về các bác chỉ việc cắm vào. Đấy cắm vào đây là các bác xài thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá. 50.000. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái ổ điện hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ được 12 tiếng này, 8 tiếng, 4 tiếng này. Đó, một chiếc ổ điện rất thông minh. Các bác ví dụ như là các bác sạc điện bình ắc quy này, rồi là các bác sạc nọ sạc kia, rồi là những cái thiết bị bóng đèn chiếu sáng, rồi những cái thiết bị là các bác chỉ cho nó chạy trong vòng bằng đấy tiếng thôi thì các bác cứ bấm sử dụng cho em là xong. Đó, 12 tiếng, 8 tiếng, 4 tiếng này. 50.000 một cái nhá. Đấy, chịu được tải công suất là 500W nhá, hàng xịn, hạng loại 1 nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều. Đấy, và hàng cũng số lượng ít không nhiều. Đấy, những cái mã hàng này em quay nhanh bác thôi. Vì bây giờ cũng quay nhiều rồi thì em quay lướt luôn. Đấy, rồi tiếp theo thì lại tiếp tục về cái mã đó là cái vỉ pin Sony, cũng rất nhiều bác hỏi này nhưng đang bán hết hàng. Hôm nay hàng cũng lại tiếp tục về luôn. Đó cái mã vỉ pin Sony. Mã của nó CR2032 thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái vỉ pin Sony 3V nhá. Đấy vỉ pin Sony 3V. Hàng rất chất lượng luôn nhá. Đó nhá. Đấy. Made in Japan đây này. Đấy, Osaka, Japan, rất chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Sony nhá. Cái pin này rất là cần. Các bác ví dụ như là lắp vào cho chìa khóa này, đặc biệt là những cái chìa khóa xe máy bây giờ remote các thứ nó hay dùng pin này. Rồi những cái thiết bị cái thứ giờ nó rất hay dùng cái pin CR2032 này. Đấy là rất nhiều thiết bị nó dùng cái pin này nên là các bác mua về lắp thay thế rất ok. Đấy vì pin Sony nhá. CR2032 công suất 3V. Đấy, hàng của Sony rất xịn sò ok. Một vỉ bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k các bác nhá. Lên mã em sẽ là vỉ pin Sony. Một vỉ này sẽ gồm có 5 viên, 2 4 5 viên nhá. Đấy. 5 viên này với mức giá chỉ có 20.000 thôi. Giá rất hạt rẻ và bình dân cho bác luôn. Đó, về các bác xài sử dụng nhá. Bên em bán là một lúc là một vỉ 5 viên luôn, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên. Đấy, mua giúp em là mua một, cùng một lúc là một vỉ đây luôn. Là 20.000 vì giá nó rẻ rồi. Tôi bán cho bác là bán cả vỉ luôn về các bác xài dần. Đấy, để nó có hỏng hóc cho nó hỏng hóc gì đâu mà nên các bác cứ mua về. Đấy, mình cứ bảo quản nơi khô ráo thoáng mát thoải mái rồi. Không vấn đề gì đâu nhá. 20.000 một vỉ pin Sony này, 5 viên luôn. Đấy, chỉ có 20.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân và rất là cần các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây cũng là một cái mã hàng cũng rất là hot bên em và bán cực kỳ chạy, đó là cái mã cổ dê nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cổ dê.
Nhưng mà cái đợt này thì em nói luôn là hàng đợt này bên em cái mã cổ dây nó về là nó không có hộp nhựa. Đấy, trước em bán là một cái hộp cổ dây 26 chi tiết ấy thì là 40.000, nhưng mà đợt này nó không có hộp ạ, nó không hộp, nó chỉ có cổ dây không thôi. Đấy thì các bác mua tạm giúp em nhá. Thực ra thì nó không chả cần đi hộp đâu. Đấy. Mình mua về mình cứ để vào thì lúc nào mình dùng nào mình lấy cái đấy mà. Đấy, nó cũng tiện không mà. Hộp thì nói chung là nó cũng hình thức thôi, chứ còn quan trọng là cái chất lượng của sản phẩm này. Hàng bên em cũng là hàng loại 1 luôn, các bác nhìn này. Đấy, hàng rất dày. Đấy, nó không những dòng mà các bác mua thị trường. Hàng rất mỏng manh. Đấy, hàng rất mỏng manh như bên em này, các bác nhìn này. Đấy, cái thứ thép nó rất là dày luôn. Đấy, hàng dày, hàng loại 1 nhá. Đấy. Và bên em sẽ bán theo cân ký nhá. Hàng này thì bán theo cân ký. Thì bên em cũng có trộn chạo to nhỏ lẫn lộn cho bác luôn. Đấy, thì sẽ bán theo hình thức là nửa ký một nhá. Đấy, nửa ký một là 40.000. Đây em sẽ cân cho bác nửa ký một đây này. Cân bác nửa ký nhá. Đó, đây. Nửa ký cũng nhiều phết đấy các bạn. Đó, đây ví dụ như chỗ này nửa ký này, nửa ký là ông thoải mái cho bác xài rồi. Em đếm cho bác luôn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 con. Đấy, một nửa ký là 30 con luôn. Trước là các bác mua là một cái hộp đấy là 40.000, là nó chỉ có 26 cái thôi. Cũng to nhỏ lẫn lộn luôn. Đấy, nhưng mà nó lại có cái được cái hộp, nhưng mà cái này là nó bớt được cái hộp đi, nhưng mà nó lại được nhiều lên. Đấy, bớt được cái hộp đi nên là được nhiều lên nhá. Thì là nửa ký này thì là 40.000. Đấy, thì là được khoảng tầm cứ áng khoảng tầm trên dưới 30 con nhá. Thì bên em cứ theo tính theo cân thôi, chứ không tính theo cái nhá. Cái thì em đếm mẫu bác thôi, chứ còn nó cứ rơi khoảng tầm 30 cái nhá. Đấy, rơi khoảng tầm 30 cái nó là khoảng thoải mái nhiều rồi, và cái mức giá thì cũng rất là tốt rồi. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm và cái cổ dê. Đấy, cổ dê hàng cân ký nhá. Đấy, cổ dê hàng cân ký này, hàng cân ký giá thì sẽ là 0,5 kg. Đấy, tức là nửa cân nhá, nửa ký đấy, nửa ký. Giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác nào muốn lấy thì bên em lấy nhiều thì bên em cứ tính tiền lên thôi. Đấy, một ký thì là 80.000, còn cứ bán bắt đầu cho bác là từ nửa ký một nhá, không mua lẻ một lạng, hai lạng đâu nhá. Đấy, bán là bán một lúc là nửa ký luôn là 40.000 luôn nhá. Đó, cổ dê cân ký. Hàng thì bên em cứ trộn chạo lẫn lộn bác luôn, to nhỏ các cỡ có đủ cả cho bác về xài luôn nhá. Hàng là hàng loại 1, hàng loại dày nhá các bác nhá, chứ không phải hàng loại mỏng đâu các nhìn này. Đấy, hàng loại dày luôn, hàng loại mỏng đâu. Đó. 40.000 các bác nhá, 40.000 một cái một nửa ký cổ dê nha. Một cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái bào gỗ này, em báo giá luôn 60.000 một cái bào gỗ này nhá, 60.000 một cái. Cái này thì dành cho các bác chuyên dùng cho các bác sử dụng thợ gỗ đồ kia các thứ này. Rồi là các bác xài gia đình. Đấy, các bác cần bào những cái gỗ cho nó mượt mà, cho nó đẹp, cho nó trơn tru. Các bác dùng cho em cái bào này các bác bào. Đấy, thì việc các bác đẩy các bác bào như này. Đấy, nó có thể chỉnh được lưỡi này. Đấy, các bác xoáy con ốc vào cho em là xong. Đấy, có thế thôi. Nó rất là về rất là dễ xài. Thiết kế tay cầm cái này nó bằng thép nguyên khối luôn này, chắc chắn cực kỳ luôn. Đó. Về các bác xài cái này, con này nó có sẵn lưỡi đều các nhá, có sẵn lưỡi về các bác chỉ việc xài thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bào gỗ nhá, dụng cụ bào gỗ 60.000 một cái dụng cụ bào gỗ nha. Đấy, 60.000 một cái, bào khá là sắc đấy. Về các bác chuyên dùng để bào gỗ này, 60k bào gỗ góc gỗ thứ rồi dùng rất ok. Đấy, các bác cùng xem về sản phẩm này. Điều chỉnh đúng là có thể điều chỉnh độ sâu của lưỡi dao, nhỏ gọn, tay cầm thoải mái, lưỡi thép tốc độ cao sắc nét và bền, cho dù đó là gỗ tròn hay vuông, góc chăm phất ôm cột đều rất tốt. Xưa nay bào toàn là bằng gỗ, bây giờ là toàn bộ kim loại. Điều chỉnh đúng là có thể điều chỉnh độ sâu của lưỡi dao, nhỏ gọn, tay cầm thoải mái, lưỡi thép tốc độ cao sắc nét và bền. Đấy, có thấy không, bào rất là ngọt ngào nhá. Đấy, về các bác dùng để bào gỗ các thứ này dùng ok, chuyên dùng cho anh em tạo tiền làm gỗ nhá. 60k một cái. Cứ lên mã em sẽ cái dụng cụ để bào gỗ bằng thép nguyên khối luôn, chắc chắn cực kỳ luôn. 60.000 một cái này. Tiếp theo thì về một ít cái mã củ sạc 120W này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là có củ sạc công suất lớn không, thì đây về cho bác một ít cái mã củ sạc 120W nhá. Đấy, rất là ok. Con này thì em báo giá luôn 50.000 một cái củ này thôi, chỉ có 50.000 một cái, bán nhanh, bán giá rẻ cho bác dễ mua luôn 50.000. Con này thì các bác cứ dùng cho em trực tiếp điện 220 thì nó sẽ có là hai cổng QC 3.0 này, cổng USB đấy, và hai cổng BD là hai cổng chân tai C nhá. Đây, đấy, về các bác cắm phát được 4 chân luôn, tiện cực kỳ.
về các bác có thể sạc được cùng lúc nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái củ sạc 120W nhá. Đấy, củ sạc 120W thì em báo giá là 50.000 một cái củ này. Đó. Con này thì đây có thông số công suất đầy đủ hết luôn này. Model K071 này. Input 260 này. 9V này. Đấy, lên đến là 3.4A này. 120W là max này. Đó, củ sạc 120W nhá. 50.000 một củ này. Đấy. À, một cổng một chân vào và bốn cổng ra, rất xịn sò, ok luôn. Củ sạc nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là cái củ sạc nhá. Củ sạc 120W 50.000 một củ này nhá, 50.000 một củ này. Đấy, về các bác dùng để sạc điện thoại rồi sạc rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, rất ok. 120.000 một quên 50.000 một củ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác có một cái mã hàng rất là hay, đó là cái đầu chuyển từ máy cắt các nhá, từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, từ máy cắt này. Từ máy cắt nhà các bác có một cái con máy cắt này, các bác muốn chuyển sang máy khoan thì các bác mua trong cái đầu này về 50.000 một cái đầu này có nhá, 50.000 một cái đầu này. Nó là dạng đầu khoan nhá. Đấy, bình thường là các bác chỉ dùng để cắt thôi thì các bác mua trong cái đầu này về. Đấy, đây, cái đầu chuyển này từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, đi về các bác, cái máy cắt nó có cái gen sẵn rồi, các bác về các bác xoáy vào cái gen đấy. Đấy, xoáy cho vào cái gen đấy nhá. Sau đó là các bác siết nó vào và dùng cái này các bác tháo mở lắp cho em cái đầu mũi khoan vào đây là xong. Đấy, từ máy cắt nhá thì các bác có thể chuyển thành đầu mũi khoan. Cái đầu này của nó sẽ là đầu 10 ly nhá. Đầu này của nó là đầu 10 ly. Đấy, đầu 10 ly. Thì đây, cho bác coi thực tế cái video về sản phẩm này. Nếu ở nhà bạn đã có máy cắt cầm tay và bạn muốn biến nó thành một cây khoan, chỉ cần bạn vặn cái đầu khoan chuyên dụng này vào máy cắt là bạn đã có một cây khoan. Dùng đó để khoan tường bắt vít cũng khá ổn, thay mũi khoan khác nếu như bạn muốn khoan gỗ. Mua một cái sử dụng trong gia đình rất tiện và thiết thực. Nếu đấy, ở nhà bạn bình thường là các bác không muốn mua thêm máy khoan nữa mà nó lỉnh kỉnh thì các bác mua trong cái đầu này về lắp cho em vào là xong. Đấy, lắp vào này. Đấy, các bác có thể dùng để khoan khiếc các thứ, ok luôn. Đấy, chuyển từ máy cắt nhá, chuyển từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu chuyển từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, từ máy cắt sang máy khoan này. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái đầu này. Đấy, 50.000 một cái đầu này. Đầu của nó sẽ là đầu kẹp 10 ly nhá, đầu kẹp 10 ly. Đó, rất ok. Đây, hàng mới nguyên hộp này có nhá, hàng mới nguyên hộp này. Dùng tiện cực kỳ luôn. Đó, đi kèm là một cả một cái vặn xoáy này nữa là 50.000. Đầu máy cắt chuyển sang máy khoan nhá, đầu chuyển từ máy cắt sang máy khoan, 50.000 một cái này có nhá, 50.000 một cái này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái combo ba cái đĩa mài màu đồng nhá. Các bác cứ lên mã thì em sẽ cái combo 3 đĩa mài đồng. Giá thì em báo luôn chỉ có 60.000 cho 3 cái đĩa này thôi. Đấy, một cái bộ này là 3 đĩa luôn. Đấy, 3 đĩa nhá mà giá nó chỉ có 60.000 về chuyên dùng để các bác mài gỗ các thứ đấy. Đấy, các bác có thể dùng mài lõm vài lồi các thứ này. Thì nó sẽ có là một đĩa phẳng này này. Một đĩa phẳng này. Đấy, một đĩa phẳng nhá, một đĩa phẳng này. Đó. Một đĩa này là đĩa vát đây này, một đĩa vát. Nói chung là một bộ ba đĩa luôn. Đĩa này đĩa vát đây này. Đây này, con nhìn nó vát này. Đấy, nó vát nhá. Và một đĩa sẽ là đĩa cong. Đây, một đĩa này sẽ là đĩa cong. Đó, đĩa cong này, các bạn nhìn không? Đó thì bên em sẽ bán nó combo là ba đĩa một nhá, không bán lẻ nhá. Nhớ cho là không bán lẻ thì đây. Về là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, mà ba đĩa này nó chỉ có 60.000 thôi, giá nó quá rẻ luôn. Đó, về các bác xài nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái combo ba cái đĩa mài. Đấy, ba cái đĩa mài màu đồng. Chuyên dùng cho các bác mài gỗ, mài phá các thứ rồi. Mài các chi tiết gỗ rất là ok. Combo 3 đĩa mài đồng nhá. 60.000 cho một cái combo nha, chỉ có 60.000 thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. Một đĩa mài phẳng này, một đĩa mài vát này và một đĩa mài cong này. Đấy, 3 đĩa này 60.000 nhá, 60.000. Combo 3 đĩa dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, các bác về các bác mài phá mài phiếc các thứ dùng cực kỳ thích luôn. Đây cho các bác coi thực tế video về sản phẩm này. Đấy, về các bác lắp vào máy là các bác mài thôi. Đấy, mài gỗ kia các thứ rất là ngọt ngào, mài cực kỳ ok luôn các bác nhá, mài thích lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, mài phá lõm các thứ luôn, quá ok luôn. Đấy, trà mài nhám nhức các thứ ok rồi. Combo 3 đĩa mài đồng nhá, một đĩa vát, một đĩa phẳng và một đĩa cong. 3 đĩa 60.000 nhá, 3 đĩa 60.000, giá quá bình dân hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái đầu đổi mũi khoan nhanh này. Đấy, các bác cứ lên mã em sẽ cái đầu đổi mũi khoan nhanh nhá. Cái này thì bên em đang bán cho bác là giá là 30.000 một cái đầu nha. 30.000 một cái đầu này các bác nhá. Về dùng rất là tiện, dùng rất là hay. Cái này chân của nó sẽ là chân lục giác, về các bác lắp trực tiếp vào máy khoan. Còn ví dụ như là các bác muốn đổi sang đầu vít khác, các bác chỉ việc ấn nó xuống này. Đấy, ấn nó xuống là cái đầu vít nó sẽ lồi ra và các bác lại lắp cái đầu khác vào là xong. Đấy, ví dụ như các bác ấn nó xuống này.
lắp cho cái đầu vít vào đây. Đấy, và các bác muốn đấy đẩy cái nó phát đẩy ra luôn. Đấy, có thể nó lắp nó rất là nhanh, rất là tiện. Bình thường là các bác phải lắp đầu vít các thứ nó rất là lằng nhằng mất công, nhưng con này các bác nó lắp này. Đấy, cái nó đẩy ra ngay. Dùng tiện lắm. Đó, lắp nó nhanh chóng, nó tiện lợi. Đặc biệt là các bác nào mà hay phải thay đổi mũi khoan liên tục. Đấy, bình thường là các bác cứ phải vặn viếc máy khoan rất là mất công, mất thời gian. Nhưng mà cái này các bác cái đầu đổi mũi khoan nhanh này thì giá nó sẽ là 30.000 một cái đầu này, dùng cực kỳ tiện luôn. Chân nó sẽ là chân lục giác nhá, chân lục giác. Về các bác lắp vào là xài thôi. Đó, đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Sau này đừng có gắn mũi khoan hay cái đầu mũi vít như thế này nữa nha các bác. Mỗi lần thay thế làm tốt thời gian cũng như làm giảm hiệu quả công việc, các bác hãy dùng ngay cái đầu đổi lục giác này nhé. Chỉ cần gắn nó vào đầu mũi khoan, việc thay đổi mũi khoan hay đầu mũi vít là vô cùng đơn giản. Nhấn xuống khi lắp đặt mũi khoan và nhấn xuống khi không còn sử dụng, mũi khoan sẽ tự văng ra, rất là tiện lợi luôn. Chỉ có hơn 20k, bác nào cần thì có thể mua về dùng nha. Và nhớ đấy, là đấy không? Dùng tiện cực kỳ luôn. Đây có nhìn này. Đấy, chỉ việc là bình thường là các bác cứ phải đổi đầu vít cái thứ xoáy vào rất mất thời gian. Đây bình như này các bác chỉ việc lắp cho em một cái đầu vào thôi. Lúc nào muốn đổi đầu mũi khoan chỉ việc ấn xuống này. Đấy, ấn xuống các bác lắp nó vào. Lúc nào các bác muốn tháo ra thì cũng lại ấn xuống luôn, là tự động nó sẽ phọt ra. Đấy, thấy không? Rất là tiện dụng nhá. Đấy, cho bác nào mà trong trường hợp mà cứ phải thay đổi mũi khoan liên tục thì các bác mua cho cái đầu về. Tiện lắm các bạn, tiện cực kỳ luôn. Đầu đổi mũi khoan nhanh nhá, đầu đổi mũi khoan nhanh. 30.000 một cái đầu nha. Đấy, 30.000 một cái nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, rất ok. Đây, đấy, các bác ưng cái mã này chụp ảnh màn hình này báo em này. Tiếp theo thì em về một ít cái mã lưỡi cắt mini. Đấy thì em sẽ bán theo một bộ nhà nhá, một set nhà. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Đấy, bộ này thì sẽ có giá là 40.000 một bộ này. 40.000 thì chuyên dùng cho các bác thợ thuyền, những cái bác dạng thủ công. Ở đây trong này có một cái này để các bác về lắp lưỡi này, đầu lắp lưỡi này và những cái lưỡi cắt cái thứ này. Đấy, về các bác cắt đồ nhựa này, rồi là đồ gỗ thứ, là những cái đồ tinh chỉnh dạng nhỏ ấy. Đấy, cho các bác dùng để chế cháo, cắt những cái dạng nhỏ để các bác dùng cho em cái đĩa này. Đấy, đây có thông số này. À, đĩa 22 này, đĩa 25, đĩa 32, đĩa 35, đĩa 44 này, đĩa 32 này. Đấy, nó có 6 chi tiết ở đây. Đấy. Bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá, bộ lưỡi cắt mini 6 món, 40.000 một bộ này nhá, 40.000 bộ này về dùng cực kỳ hay luôn. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều tính năng hay nhá. Đây các bác cùng coi này. Trong một sản phẩm chỉ với vài chục cành đã giúp anh em hỗ trợ trong nhiều việc, có thể cắt ống nước và cắt gọt những cái dụng cụ mà trong góc kẹt mà anh em không thể mới tới. Cái này có thể là gắp vô máy khoan nha anh em, rất là tiện lợi luôn, mà mình cắt rất là ngọt nha anh em. TikTok shop đang giảm giá, anh em có thể mua về dùng. Đấy, ra đây không, những cái vị trí khó góc hẹp này, rồi là những cái đồ nó nhỏ nhỏ này, đồ nó không cần to quá thì các bác dùng cho em cái đĩa cắt này. Nó là dạng là đĩa cắt mini mà nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nhỏ như có võ, cắt cực kỳ hay. Đấy, những cái vị trí góc khuất này này các bác nhìn này, cắt rất là ngon luôn. Đấy, bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Đấy, 40.000 bộ này. Đấy, nó sẽ có một cái đầu kẹp này và đi kèm là 5 cái đĩa cắt này nữa, là 40.000. Đấy, các kích cỡ to nhỏ khác nhau, 22, 25, 32, 35, 44 này. Đó, ok, 40.000 bộ nhá, bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá, dạng lưỡi cắt nhỏ, lưỡi cắt mini luôn nhá. Lên cho bác nhanh cái đèn tròn tích điện, giá thì vẫn là 90.000 một quả này. Đấy, cái này thì em thôi quay nhanh thôi vì cái này thì nhiều bác hỏi lắm, nhưng mà xin lỗi các bác là đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đấy, đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa các thứ này, bật tắt ok. Đấy, cái này thôi quay nhanh thôi. Cái này thì em báo giá luôn là 90.000 một quả nhá. Đấy, báo giá lại thôi chứ còn cái này thì cũng quay nhiều rồi. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tròn tích điện này. Đấy, đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa nhá, 90.000 một quả này. Đấy, nhiều bác mà đang muốn mua cái hàng này mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bác nào mà chưa mua được thì tranh thủ xem video chốt nhanh giúp em nhá, 90.000 một quả này. Đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa các bác nhá. Tiếp theo thì là một cái mã hàng về máy hút bụi mini này. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái mã này là mã khác, cái mã xưa bán. Đó thì em báo giá luôn 150.000 một con máy hút bụi mini này, chạy pin các bác nhá. Máy bụi mini chạy pin. Đấy, con này có cả thổi được luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi nhá, đa năng cực kỳ mà rất nhiều những cái tính năng hay. Đó. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan, rất xịn sò, ok. Đây, dưới này là cái phần chân sạc nó nhá. Đấy, chân sạc sử dụng nguồn sạc 5V. Đây là phần công tắc bật tắt này. Đấy, có thế thôi. Đó, đây là buồng hút vào. Và các bác mở ra, lấy cái lọc ra các bác vệ sinh nhá. Đấy, khi nào mà vệ sinh xong các bác lắp cái lọc này vào. Và các bác lắp vào là các bác chạy thôi. Con này nói chung là nó dễ sử dụng lắm. Người già trẻ em rồi người lớn nói chung ai dùng hết mà. Nó dễ dùng cực kỳ. Nó chạy pin nhá, hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc cho em. Đó. Và đi kèm cho các bác là một cái con đầu hút kiểu dạng ngang này để các bác lắp vào đây.
đấy, để các bác có hút những cái vị trí như là giường, nệm, ghế, sofa này. Đấy, rất tiện dụng đây. Đấy, cái này các bác gì có hút này. Đấy, con này hút khỏe lắm, hút khỏe cực kỳ. Rồi trong này nữa thì có một túi phụ kiện nữa luôn này. Một cái cọng dây cáp sạc nhá. Một đầu là các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại ấy. Về các bác có những cái củ sạc điện thoại nhảy chẳng hạn này. Đấy, các bác cắm vào. Và các bác cắm sạc cho nó có thế thôi. Đấy, cái chân sạc của nó ở dưới này. Đây. Đó, các bác cắm vào đây là các bác sạc này. Tiếp theo là những cái đầu, ví dụ như là cái đầu này là những cái đầu thổi này. Đầu thổi này, đầu thổi các bác lắp vào đây chưa? Đấy, các bác lắp vào đây. Đấy thì các bác quay ngược con máy lại để các bác thổi này. Đấy, nó thổi, ví dụ các bác thổi bụi này, thổi bóng tôi biết các thứ đấy, các bác lắp vào đây cho em. Rồi là những cái đầu nhỏ nhỏ nữa. Nói chung là nó vừa có cả đầu hút và có cả đầu thổi này. Những cái đầu để các bác vệ sinh những cái khe kẽ này, nó có bàn chải, đầu bàn chải này. Đây, đấy. Nói chung là nó rất nhiều đầu, rồi là cả một cái đầu để các bác nối dài ra này. Đây, cái đầu này các bác nối dài, hút những cái phần khe kẽ cửa các thứ là rất ok. Đấy, đây thì em test cho bác coi này. Cái này thì nói chung là các bác dùng tiện, nó không cần phải dây dặn gì lằng nhằng, mình có thể là hút ở trên xe ô tô này, rồi là các bác cũng hút ở trên bàn thờ, những cái chỗ vị trí trên cao giờ. Đấy, mình không cần dây dặn lằng nhằng, các bác chỉ việc là mang cầm đi các bác hút thôi, tiện cực kỳ, khe kẽ cửa sổ trước các thứ. Đây, hút cho bác coi nhá. Có thấy không? Hút nhanh lắm. Đấy, và khi mà rác ở bên trong này rồi, đấy nó sẽ chứa bên trong này, các bác mở ra cho em. Đấy, tháo cái lọc ra cho em này. Đấy, đổ rác ra. Đấy, vỗ cho em cái này đi một chút. Và các bác cẩn thận thì mình có thể mang rửa bằng nước được nhá. Cái này rửa bằng nước được. Sau đó là các bác phơi khô. Đấy, phơi khô hoặc các bác hong khô đi. Và các bác lắp lại nó vào đây. Và các bác lắp máy và các bác xài thôi. Nhớ giúp em là khi mà các bác lắp máy là các bác nhớ phải lắp cho em cái lõi lọc này vào nhá. Đấy, các bác mà không lắp cái lọc này vào là hút vào máy là nhanh hỏng máy lắm. Đấy thì nhớ giúp em. Đấy, có thế đâu. Giá bên em đang gửi bác là 150.000. Con này đa chức năng hơn các bạn, đa chức năng hơn. Nó vừa hút được vừa thổi luôn. Đó, hút bụi mini. 150.000 nhá, chạy pin nhá, nhớ giúp em là chạy pin. Đấy, giới thiệu quay rất chi tiết cho bác rồi. Đó thì các bác nào mà trước em bán là cái mã kia nó chỉ có nguyên hút không thôi thì nó giá nó cũng cao rồi, nhưng đợt này nó về cái lô này, nó hàng này vừa có thổi vừa có hút luôn, tiện cực kỳ mà nhiều chức năng hơn, nhiều đầu hơn. Đấy, mà giá cũng chỉ 150.000 thôi thì hàng rất ok. Hàng của Tamashio này, Made in Japan, xịn sò ok. 150k nhá. Đấy, vào việc chốt đơn nhanh luôn. Nói chung là con này giá tốt nhất thị trường hiện nay rồi. So với những bên khác đang bán, người ta bán khoảng hơn 200 một con này. Đấy, bên em gửi bác giá chỉ 150.000 thôi. Giá quá bình dân, hạt rẻ luôn. Đấy, mà hút cực kỳ khỏe nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác, đó là cái dạng keo này. Đấy, keo dính rất nhiều chất liệu khác nhau, nó dạng keo đa năng nhưng nó là dạng keo nước đó nhá. Thì các bác cứ lên mã thì sẽ là keo nước. Cái này em báo giá luôn, 20.000 một cái lọ này. Đấy, 20.000 một cái lọ keo nước nha em nhá. Con này thì theo quảng cáo nhà xuất thì nó dính gấp 80 lần keo 52. Đấy. Em dính thử rồi thì nó cũng dính rất là chắc nhá, dính rất là chắc. Đựng trong một chiếc lọ này. Đấy thì về các bác chỉ việc mở nắp ra thôi. Để mở nắp ra đó các bác xài thôi. Đó, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Một lọ này trong được khá là nhiều đấy. Một lọ em thấy nhiều phết. Đó. Các bác cứ lên mã cho em xem cái lọ keo nước nhá. Đấy, keo nước dính đa năng. Đấy, keo nước dính đa năng, 20.000 một cái chai keo nước nha em nhá. Đấy, 20.000 một cái chai keo nước nha. Tiếp theo thì một cái mã hàng mới luôn này. Đó. Đó là cái dụng cụ để các bác mài kéo này, mài kéo chuyên các bác mài lưỡi kéo nhá. Đấy, chuyên dành cho những cái cây kéo là bình thường ấy các bác rất là khó mài. Đấy, nếu mà không có những cái đồ chuyên dụng của nó thì rất là khó mài. Các bác dùng đá hay là thứ là rất khó mài. Thì đây các bác mua cho em một cái đồ chuyên dụng này về, chuyên dùng để mài kéo, đặc biệt là những con kéo cành, kéo cắt các thứ, là các bác mài con này rất nhanh sắc luôn. Đấy, các bác cứ lên mã đi, em sẽ được cái dụng cụ để chuyên các bác mài kéo nhá. 20.000 một cái dụng cụ nha. Đấy, 20.000 thì đây, ví dụ như ở đây em đang có một cái con kéo, ví dụ các bác để nó bị gì xét lâu ngày các bác không xài thì các bác cứ như này, các bác chà vào lưỡi cho em, cứ cầm này các bác chà vào lưỡi cho em nhá. Các bác chà lâu lâu một chút nhá, chà lâu lâu một chút. Đấy, chà lâu một chút, ở đây nó có một cái phần đá mài này. Đấy, nó như kiểu một cái dạng đá mài này. Đó, nó tráng kim cương các bác nhá. Đó, mài rất là nhanh sắc luôn. Đó, sau khi các bác mài cái này xong, các bác ra các bác cắt thử cho các bác thấy kết quả nó khác luôn. Đấy, vì em từ hôm qua em test thử cái con kéo này nhầm rồi, em mài đi mài lại mấy lần là khi mà ra cắt rất ngọt luôn, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đầu tiên cắt không cắt được đâu nhưng mà về sau là cắt rất là ngọt luôn. Đấy, thậm chí là các bác có thể cắt được cả giấy luôn này, các bác nhìn này. Đấy, cắt rất ngọt luôn nhá. Đấy, thấy không, rất ok. Vì con này nó chuyên dụng để chuyên dùng cho các dùng cho mài cho những cái cây kéo, những đặc biệt là những cái dạng kéo mà lưỡi nó cong như này. Đấy, các bác
mài máy hay là mài đá nó rất là khó mài, thì các bác mua cho em cái dụng cụ này về. Đấy, các bác chỉ việc di cho em, cứ nhà các bác trà cho em này, các bác về các bác cứ mài trà nha. Đấy, cứ trà này, cứ mài nha này. Đấy, như con kéo gì xét rồi, các bác cứ mài cho. Đấy, mài liên tục đi, mài liên tục, nó bóng bóng lưỡi lên cái là nó sắc lại rất sắc luôn, ngọt ngọt lắm. Đấy, em vừa cắt giấy bác rồi đây, cắt lại bác lượt nữa này, mài ngon lắm. Đấy, những cái con kéo lông này các bác nhìn này, kéo này cắt cành thôi nhưng mà giờ nó cắt giấy ngọt, rất ngọt luôn, nên là dùng ok lắm. 20 ngàn một cái này nhá, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ để mài kéo các nhá, chuyên dùng để cho các bác mài kéo. Đấy, chuyên dùng cho các bác mài kéo, 20 ngàn một cái này. Đấy, cứ 20 ngàn cho một cái cây mài, dụng cụ mài kéo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái vòi bơm về các bác dùng để gắn chai nước nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái vòi bơm để gắn chai nước, giá bây em đang gửi các bác là 30 ngàn một cái vòi nha. Đấy, 30 ngàn một cái vòi này, cái vòi này rất là hay các nhá, vòi này rất là hay. Đấy, thì đây em sẽ bóc cho bác một cái, nó dùng hay lắm. Em vừa test buổi chiều này rồi, em thấy rất là hay, rất là đa năng luôn. Bình thường là các bác cứ phải đi mua những cái bình tưới cây đúng không, giá thì thứ nhất là hơi cao, mà thứ hai là nó các bác không cần dùng nhiều, gọi là mình để phun thuốc tưới cây bình thường thôi, các bác mua cho cái vòi này về dùng rất tiện nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái vòi như này. Đấy, một cái thân vòi như này và một cái ống nó dẫn nước lên. Đấy, thì về các bác cắm cho em, cắm cái lỗ này, này cắm cái lỗ này nhá, các bác đừng cắm lỗ này, lỗ này là nó bơm hơi nhá, cắm cái lỗ không có gì này. Đấy, cắm cái lỗ này đó, sau đó là các bác lấy cho em cái chai nước cắn vào cho em. Đấy, cắn vào cho em và các bác cứ thế các bác bơm hơi, bơm hơi thì nó sẽ có cái áp lực hơi nưa vào, đẩy vào cái chai nước và các bác chỉ việc bóp vào đây là nó sẽ xả nước ra. Đấy, xả nước ra rất hay. Đây là cái phần van mở này đó, và cái đầu này của nó đây, các bác có thể chỉnh được các chế độ nước phun xương, là phun hạt nặng, hạt nhỏ, to nhỏ nhá. Đấy, vào đây các bác có thể mở ra cái phần đầu này, các bác có thể mở ra để các bác vệ sinh nhá. Đấy, mở ra các bác vệ sinh cho rất ok. Đấy, có thế thôi, nó dùng rất tiện luôn. Đấy, các bác tận dụng cho em những cái chai nước bỏ đi về các bác lắp vào. Cái gen này của nó là cái gen phổ thông, hầu như là nó vừa khít hết những cái chai nước phổ thông hiện tại ở trên thị trường bây giờ. Đấy, rất là tiện nhá. Thì đây em sẽ gắn cho bác một cái này đây nha. Đấy, thì về thì các bác mua các bác tận dụng những cái chai nước ở nhà mình này. Đấy, ví dụ như cái chai này là cái chai nước ngọt lít rưỡi này. Đấy, về các bác lắp nó vào. Đấy, các bác chỉ việc xoáy vào cái giòn này cho em này, xoáy vào cái ở đây nó có cái gen xoáy vào đây. Đấy, lúc nào ấy các bác đong nước vào, sau đó các bác xoáy vào và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác bơm này. Đấy, bơm, các bác bơm vào. Đấy, là nó sẽ nén hơi vào trong cái chai này, nén hơi vào trong này và các bác bắt đầu các bác phun này. Đấy, phun. Đấy, các bác phun là nó sẽ ra có thế thôi. Đây em phun nén hơi vào nhá các nhá. Đấy, nén hơi vào. Đấy, có thấy không, đây nước ra này, đó nước ra. Cái này thì nó đang hết nước rồi em ấy. Đấy, đây nước nó ra này, cái này cái chai đang hết nước các bạn nên là nó ra ít. Đấy, nói chung em test nhanh các bác thôi. Đấy, còn thực tế về phun con này phun ngon lắm. Đây là khi mà đã bơm đủ hơi vào này, nó phun ra rất là mạnh luôn. Đấy, phun ra rất là mạnh luôn này. Đấy, phun ra mạnh lắm. Đây các bạn nhìn này. Đấy, phun ra hạt nhỏ đẹp, phun rất ok luôn. Đấy, có thấy không? Đấy, khi mà bơm đủ hơi rồi nhá. Đấy, bơm đủ hơi phun ra rất là ngon. Đấy là thực tế về cái sản phẩm này. Con này về dễ dùng, dễ lắp đặt mà dùng rất là tiện luôn. Các bác về chỉ việc cần tận dụng cho em mấy cái chai nước thừa bỏ đi thôi. Về các bác lắp vào là các bác cho nước vào, các bác bơm lên, bơm hơi vào và các bác bóp cò cái là nước nó đẩy ra có thế thôi. Đấy, nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, mà rất là linh hoạt cơ động, mà tiện cực kỳ luôn. Giá thì cũng hạt rẻ bình dân, 30 ngàn nhá, 30 ngàn. Các bác cứ lên mã em sẽ cái vòi bơm để gắn chai nước nhá. Đấy, vòi bơm gắn chai nước 30 ngàn một cái bộ nha. Đấy, 30 ngàn một cái, về các bác xài sử dụng tiện cực kỳ. Đấy, nói chung là mà mình phun tưới cây các thứ này dùng rất là hay. Đấy, thiết kế rất là thông minh nhá. Đó, 30k một cái bộ này các nhá. Vòi bơm gắn chai nước 30k. Còn nhiều mã hàng mới lắm các nhá, thì các bác cứ nhận nha xem. Đấy, em sẽ vì là hàng mới nên em sẽ quay kỹ một chút. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác xem nó chưa được chuẩn nên thì em cứ quay kỹ một chút cho các bác dễ xem nhá. Đấy, để khi mà các bác chốt cho nó dễ. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã sẽ là cái mã là cà lê 68 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái cà lê 68 hoặc là cái cà lê này của nó, hoặc là cà lê là miệng rộng cũng được. Đấy, cà lê 68 miệng rộng. Giá bên em đang gửi bác một cái cà lê miệng rộng như này là 50 ngàn một cái này nhá. 50 ngàn một cái này. Cái cà lê miệng rộng này thì các bác về xoáy, ví dụ mình có thể xoáy ống nước này, rồi là mình xoáy cái con ốc mà nó to. Đấy, miệng nó rộng nhá, miệng nó rộng. Nó của nó từ 6 này nhỏ nhất cho đến 68 này là lớn nhất đây này. Đấy, từ 6 cho đến 68 nhá. Đấy, miệng khá là to. Về các xoáy nhá. Cà lê miệng rộng.
50 ngàn một cái cà lê nha, 50 ngàn một cái nhá. Đây các bác cùng nhà, xem video về cái sản phẩm cái mỏ lết này. Hai đầu mỏ lớn làm bằng hợp kim nhôm, phần mở đầu rất lớn. Đấy, rất sử ok nhá. Để cài đặt các vòi khác nhau. Rất dễ dàng để tháo rời các ống vòi và vòi hoa sen khác nhau trong phòng tắm, đổi miệng và điều chỉnh hướng. Bạn cũng có thể vặn ống tròn, dễ dàng hơn so với vặn chặt bằng tay, linh hoạt và thiết thực. Đó, thì kế về cái sản phẩm nhá. Thì các bác cái này em vừa nãy em lên nhầm mã. Cái này chuẩn mã của nó sẽ là cái mỏ lết cơ nhá, cái mỏ lết miệng rộng. Đấy, miệng rộng của nó lên đến là 68mm này. À, giá của nó sẽ là 50 ngàn một cái mỏ lết nha. Đấy, 50 ngàn một cái mỏ lết nhá. Con này nó có thể là đổ được đầu. Đấy, các thấy không? Nó đổ được đầu rất là hay. Đây, nó đổ được đầu này. Nó sẽ đổ được đầu. Đó, các thấy không? Nó sẽ có một đầu là đầu bằng. Và các bác view này, các bác xoáy ống nước thì các bác muốn đổi sang cái đầu võng nha thì các bác xoay nó lại. Đấy, xoay nó lại nhá, xoay nó lại. Là các bác sẽ đổi sang cái đầu nha. Đấy, nó rất là hay, rất là đa năng, rất là thông minh nhá. Thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái mỏ lết miệng rộng nhá, mỏ lết miệng rộng. Rộng là lớn nhất, cái cỡ của nó lên được là 68mm, 50.000 một cái mỏ lết nha. Đấy, 50.000 một cái mỏ lết. Rất chắc chắn, ok. Giá chỉ có 50.000 thôi. Nói chung là các bác nhiều khi gia đình nhà mình rất là cần những con mỏ lết miệng rộng này, các bác xoáy những cái ống nước, nồi, những cái con ốc to rất là tiện luôn. 50k một cái nhá, giá hạt rẻ bình dân mà dùng tiện nhá, 50k ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng xách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá.
keo này thì siêu cứng luôn đấy các bác, bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này, đấy vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên, đấy các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn trộn thật đều lên. Đấy sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần 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 chóc vào. Đấy sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước, cái thứ ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá, đấy, một típ này là 100ml đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn đang luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, các thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy, thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng có thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái
cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy. Đây, cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mạng nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó, đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá. Kính cho bác mang rất là mới, rất là hay, đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay
cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào, thì các bác sẽ gập vào, thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào như này các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ này. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này, đấy các bác có thể gập vào, đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào, đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok, đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó, đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không nó bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Hot này. Đó rất nhiều bác hỏi hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp giòn cao su. Đấy giòn cao su 200 cái này, đấy, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. À, em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để cho bác giá 40.000. Đấy lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy các bác yêu quý em thì mua ủng hộ cho em nhé. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này. Đấy cần rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy nó không phải những dạng giòn thường. Đây giòn có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giòn cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Đấy, cái